Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Và hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 1 tháng 8, tức là tiết Trung Thu đấy. Thì hôm nay chúng ta đã bắt đầu bài học bài kinh 66. Đây là lần thứ tư, lần tóm tắt toàn thể đại ý của bài kinh 66, cũng như là toàn thể đại ý của Phật giáo Nguyên Thủy, Tiểu Thừa và Đại Thừa. Thì quý Phật tử ở đây đa số là rất rành về giáo lý của nhà Phật. Thì trong đó có ba trình độ tất cả. Trình độ là những Phật tử cố cựu, tức là lâu năm ở đó, dòng họ của Phật Thích Ca, tức là họ Ngọc, họ Diệu. Rồi sau đông quá tôi mới đổi qua dòng họ của Di Lặc, tức là họ Như. Thì Như cũng đông quá, rồi tóp danh nó trùng nhau. Thì tôi thấy là Di Lặc, mình đợi cái Di Lặc ra đời Phật Thích Ca thì tịch diệt rồi. Chúng ta không mong cầu ở Ngài được nữa, Ngài là Phật quá khứ rồi đã qua, Phật tương lai là Di Lặc. Mà chúng ta đợi tới 10.000 năm nữa thì Ngài mới xuất hiện, chắc có lẽ đợi không nổi. Thì thôi chúng ta tạm về giáo hội của Phật Di Đà, để rồi chúng ta trở lại quá độ tiếp tay với Phật Di Lặc. Thì chúng ta lấy dòng họ Liên. Dòng họ Liên bây giờ cũng đông đấy. Thì dòng họ Liên là dòng họ mới đầu quân sau này, nhưng mà cũng có một số giỏi đấy. Và sẵn đây tôi yêu cầu quý Phật tử là cái giáo pháp của tôi thì nó khó đấy, nó đòi hỏi quý vị phải ăn nằm với nó, tức là phải đội nó trên đầu, phải có thời giờ ngồi thiền để nghiền ngẫm nó. Thì quý vị cố gắng sắp xếp thời phát biểu một đêm, ít nhất tôi nói ít nhất đó phải một thời, tức là đều đều á, chứ không phải bữa ngồi bữa không là không hiểu nổi đâu. Còn nếu ai có rảnh thì hai thời, mà ít nhất cũng trên một tiếng. Còn ai mà hai tiếng thì có thể mới là nghiền ngẫm thấu đáo được. Bởi vì theo Phật giáo đó, thì chúng ta phải văn, tư, rồi tu. Văn là nghe. Những người mà dòng họ Ngọc, họ Diệu thì nghe là hai ba mươi mấy năm rồi. Tôi về đây năm 83 thì năm nay cũng được ba mấy năm rồi. Thì họ Ngọc, họ Diệu đó là về gặp tôi ngay lúc đầu. Rồi sau tôi thấy đông quá, không có đặt pháp danh nó trùng, rồi tôi mới đổi qua dòng họ Như. Thì họ Như là cũng khá rồi đó. Tôi giảng nhiều quá rồi, bây giờ tới quý vị trả bài thôi, cũng trả những cái cũ thôi. Nhưng mà tôi lấy những cái chuyện giữa Bát Nhã và Tư Tưởng để quý vị từ nay tu đừng có lọt vào ngũ âm ma nữa. Thời này là thời buổi ngũ âm ma thịnh hành, thịnh hành. Đa số lọt vào đâu mà cả mấy vị hòa thượng cũng lọt vào đó. Tôi đi tôi thấy nhiều vị trụ trì ở miền trên cũng bị ma nhập đó. Sư cô trụ trì lớn nhất, đệ tử 9-10 người, mười mấy người mà bị ma nhập hết. Mà cả Trà Vinh đây cũng có đó. Tôi không dám nói là cả trụ trì đệ tử rồi cũng bị ngũ âm ma ma nó nhập. Ma nhập là sao? Là cái thân của mình mà phải phần vong nó mượn. Thành ra một cái nhà mà 2, 3, 4, 5, 6 chủ thì ôi còn gì là Phật Pháp nữa. Nhà mình phải ở, chứ không ai vô chiếm được hết đó. Mà tại sao nó chiếm được? Là tại vì mình có tâm ma. Nói vậy thôi, đổ thừa ma là không đúng. Tâm mình tâm ma, tức là tâm về thần thông, về sấm giảng, về thiên cơ. Thì thiên cơ sấm giảng là ma, thuộc về thần thông. Mà thời buổi này thần thông rất nhiều, đại diện lớn nhất đó là sư cô Thanh Hải. Thần thông rất nhiều, hãy niệm kêu tên cổ là cổ hiện tới thôi. Thành đã đi theo rất nhiều, mà cái đó thì không bền, bây giờ rớt rồi. Thì chúng ta thấy sắc tài danh lợi ở trong đó, mà Thái tử Si Đạt Ta vì vấn đề thần thông mà Ngài mới xuất hiện cõi đời này, Ngài kéo với Phật tử trở về trí tuệ.
Thì hôm nay chúng ta học bài đây là phân biệt giữa trí tuệ và thần thông. Thần thông thì chưa giới đến trí tuệ, mà trong trí tuệ thì bao gồm cái thần thông. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Thần thông là nương vào trí tuệ để mà phát hiện những cái hình tướng. Còn trí tuệ là chỉ có hình mà chưa có tướng. Hay nói cách khác, trí tuệ đó là ai? Là gia duyên khởi, tức là dòng nước biển đứng lặng mà trôi chảy. Do đứng lặng cho nên không có tướng, gọi là chơn. Do trôi chảy cho nên còn vọng, thành ra đó là chơn vọng hòa hợp, tức là ai là gia của chúng ta. Mà ai là gia của chúng ta với ai là gia của chư Phật không khác mà cũng không giống. Cái đạo Phật nó khó chỗ đó. Thì ai là gia chư Phật, ai là gia mình cũng một thứ, nhưng mà một số chủng tử mờ mờ nó biến thành năng lực, tức là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước, học hỏi trong kiếp này. Khi mà mình chết hay hiện tại còn sống mà nó dừng lại thì nó biến thành năng lực. Mà khi nó sao động, sao động tức là không giữ giới, không có định, thì nó biến thành chủng tử. Thì tất cả chủng tử này mới cấu kết duyên khởi với nhau để tạo ra không gian vô biên, tức là khoa học kêu là ý chí, mà đạo Phật kêu là nghiệp hoặc là mạt na. Bên tiểu thừa thì biết có nghiệp, chứ không biết cái nghiệp này nó không có chỗ chứa. Đại thừa thì nói có chỗ chứa. Nghiệp là sao động mà chuyển biến, là cái đầu mối đầu tiên của tam giới, tức là nghiệp cảm duyên khởi. Do nghiệp mà có cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc. Tất cả đều do nghiệp tạo ra. Chúng ta luân hồi sanh tử về đây cũng do nghiệp. Chúng ta hành động hàng ngày cũng hành động theo nghiệp. Và chúng ta chết đi còn lại nghiệp. Chính nghiệp là mang xác thân khác. Có một cái nghiệp mà có vô lượng thân, tùy theo nghiệp thiện, ác hoặc là dưỡng dưng. Thì đó là tiểu thừa. Còn kinh nguyên thủy thì không có nói rành, cứ nói ổn ờ thôi. Thì đại thừa nói cái nghiệp đó nó có chỗ chứa. Thì cái chỗ chứa đó chính là dòng nước ai là gia. Mà dòng nước ai là gia thì vô lượng vô biên. Còn nghiệp đó thì hữu lượng hữu biên. Chúng ta phải hiểu như vậy. Tức là nghiệp có điều kiện, có không gian, thì có chướng ngại, có sanh, có già, có bệnh, có chết. Còn cái dòng nước linh hồn đó thì kêu là ai là gia duyên khởi. Nó phi không gian. Phi không gian đây không phải là không có không gian, nhưng mà không gian bao la. Nó hộp, hộp với thời gian, kêu là không gian nhập vào thời gian. Thì đó kêu là đứng lặng chuyển biến, tức là ai lại gia duyên khởi. Thì chính ai lại gia duyên khởi linh hồn này đã tạo ra pháp giới. Pháp giới với tam giới nó khác. Pháp giới là ai lại gia duyên khởi, còn tam giới là nghiệp cảm duyên khởi. Thì chính cái nghiệp cảm duyên khởi này mượn ai lại gia duyên khởi để duyên khởi ra tam giới. Mà cái đầu tiên của nó chính là mạt na, ý chí. Thành ra còn ý chí là chúng ta còn luân hồi sinh tử. Còn nghiệp, còn mạt na thì chúng ta còn tiếp tục lang thang vô lượng kiếp. Thì khi nào thấy được cái diễn biến của nghiệp thì nó dừng lại. Mà dừng lại thì nó lập tức nó thành a lại gia duyên khởi. Tức là chỉ có dòng nước, không còn không gian nữa. Không gian bị quá giải vào thời gian. Rồi nó chuyển biến thần tốc
thì thành ra chân như, tức là a la hán, niết bàn tịch tịnh. Thì cái chỗ này là cái chỗ phân biệt giữa tiểu thừa và đại thừa. Thì tiểu thừa nói a la hán niết bàn tịch tịnh đó là đứng lặng bất biến, đại thừa không đồng ý. Đứng lặng thì có đứng lặng, nhưng mà phải vẫn chuyển biến thôi, không có cái gì bất biến trong vũ trụ này hết. Sở dĩ mình thấy bất biến là bởi vì nó chuyển biến một cách thần tốc. Thần tốc là cái danh từ của Thủ Lăng Nghiêm. Thì mình thấy tiếng Việt mình ít có danh từ mà dịch theo tiếng Hán thôi. Thần tốc là chuyển biến quá nhanh. Thì tôi suy nghĩ hoài, tối cùng tôi có một cái thí dụ để quý vị thấy là cái chữ thần tốc, cái chữ đứng lặng bất biến. Thì cái cuộc đời mình cũng vậy thôi. Rồi đây chúng ta còn giải quyết vấn đề sanh tử nữa. Sống từ đâu đến, chết đi về đâu, còn lại cái gì? Còn lại cái nghiệp là mặt na ý chí, và còn a lại gia là linh hồn. Mà linh hồn của chúng ta nó khác với linh hồn của Đức Phật Thánh Nhân như thế nào? Mà nó giống như thế nào? Nếu nói một là sai, mà nói hai là trật, thì cái đó chúng ta phải hiểu. Thì mấy lâu nay tôi không dám giảng, vì Phật tử mới không à. Tôi nghĩ có chủ nhật đó là một số Phật tử kỳ cựu ở đây chắc cũng được ba mươi mấy người. Tôi tính bỏ qua rồi đây, tôi già quá rồi, tôi tính bao nhiêu đủ rồi. Phật tử tự mò lấy. Thì hôm trước tôi có giảng về cuộc đối đáp giữa quyền giác và huệ năng. Huệ năng là tượng trưng cho bát nhã, trí tuệ. Quyền giác là tượng trưng cho thế tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng mới nhận được bát nhã, không biết cái nhận có đúng hay không, thì huệ năng mới đưa về thế giới của tư tưởng, tức là tam giới. Thì quyền giác kéo về thế giới của bát nhã. Thì hai người đấu phép nhau một cách rất là ly kỳ, hứng thú. Nhưng mà có phải giải thích như vậy mới hiểu được. Nhưng mà đa số có nhiều cách giải thích. Trước nữa tôi lặp lại sơ cái đó, rồi chúng ta mới trả lời cách giải thích của ông Thiện Khánh, như của cô Bi, với một số nữa. Nó đúng, nhưng mà nó sơ sót nhiều quá, không nắm được cái gốc. Tôi thấy trên bảng là những Thiện Khánh ông viết thì nó sơ sót nhiều lắm. Còn cô Bi trả lời thì cũng sơ sót nữa. Rồi tôi đưa ra, rồi quý vị suy nghĩ, cho tôi không có giảng. Tôi giảng nhiều rồi, nhưng mà tôi chỉ chỗ sơ sót, mình về mình nghiền ngẫm lại. Và những người chưa trả lời cũng nghiền ngẫm, kỳ tới có thể gặp nhau, chúng ta sẽ giải quyết. Hay nói đúng là quý vị giải quyết, cho tôi không giải quyết nữa. Tôi giải thích quá nhiều rồi, bây giờ quý vị nối lại. Nó bập bền mấy cái mà chập chững đó mình nối lại, thì mình thấy nếu làm giải thích làm sao mà nó nhất trí. Thì tôi có thêm một cái là cái hiểu biết có ba. Hiểu biết của y thơ khởi, của đối chất cảnh, tức là năm thức đầu, và hiểu biết của tư tưởng là ý thức. Ngọn Thiện Khánh này đưa ra cái tùy niệm phân biệt và biến kế phân biệt. Nhưng mà giải thích nó lại mâu thuẫn. Rồi tôi thấy trên bảng đó, để tùy niệm phân biệt là như biến kế sở chấp. Tùy niệm phân biệt là thức thứ sáu, năm thức đầu gì đó. Rồi biến kế sở chấp mà nó lụng mèo, thấy không? Còn cô Bi thì biến kế sở chấp như y tờ khởi. Mà y tờ khởi ấy, biến kế sở chấp, y tờ khởi đâu phải là... Rồi thì thôi, cái đó để mình trả rồi mình nhớ lại, thì nó mâu thuẫn nữa. Thành nó có nhiều cách nói về cái hiểu biết, cái nhận thức của chúng ta, nhưng mà nó phải nhất trí, đừng có mâu thuẫn nha. Thì cái nhận thức là cái quan trọng nhất của vấn đề sanh tử của chúng ta. Thân nghiệp, khẩu nghiệp không quan trọng, mà thân nghiệp, khẩu nghiệp có tội hay có phước, sang mang thân gì, mang cái miệng gì, thì tất cả đều do ý nghiệp. Ý nghiệp là nhận thức, là cái hiểu biết của chúng ta.
Mà cái hiểu biết này chỉ có giáo pháp thôi. Đó là thầy của ba đời chư Phật, thầy của tất cả chúng ta. Thành ra tôi thường năn nỉ, tôi dùng tới năn nỉ đó. Quý vị thọ giới với tôi rồi không đến cũng được, muốn đến tịnh xá, đến chùa nào, theo đến tinh lành Thiên Chúa cao đài cũng được hết. Nhưng mà phải phân biệt cái nào là chánh pháp, cái nào là tà pháp, cái nào là giáo pháp của người trời, cái nào là giáo pháp giải thoát. Đạo Phật Đức Thái tử Si Đạt Ta không công nhận 62 tôn giáo là đưa ra người trời tu phước. Và bây giờ Phật tử làm phước rất nhiều, mà phước mà còn cầu danh thì nó thuộc vào phước báo hữu lậu. Làm phước gì được, nhưng mà làm phước với cái tâm như thế nào, cái đó mới là cái chánh. Chứ không phải là tôi bác làm phước, mà tôi thấy Phật tử làm phước với cái tâm mong cầu. Có người lại nói con cúng dường nhiều, sư dẫn rồi sư đề cái bản vàng cho con ở trên tịnh xá. Tôi nói đây không có vụ đó, nó các nơi sao có, nó có thì đi các nơi cúng. Tôi thì tôi vậy à, tôi có nói thiệt đó. Tôi thì theo đạo Phật thôi, chứ tôi không theo cái tâm lý của mỗi người khác nhau. Đến đây thì muốn mình là number one, số nhất, vượt hết tất cả. Như bữa cúng hội đó chúng ta thấy có nhiều Phật tử là muốn thỉnh tôi riêng về nhà, sư cho con đặc biệt mà sư. Tôi nói đây không có đặc biệt, giàu nghèo, nam nữ, già trẻ gì có một thứ thôi. Tôi bệnh tôi đâu có thể đi riêng từng nhà được. Nghe cái đĩa của sư, giờ muốn thọ giới với sư thôi. Nhưng mà ở thành phố không xuống được, muốn sư lên trển về nhà con. Tôi nói nếu mà vậy thì tôi về hết, thì chấp nhận của cô, chấp nhận tất cả. Sư đặc biệt cho con mà. Tôi nói đây không có vấn đề đặc biệt. Cô thấy hợp thì xuống nữa, hợp thì đi chùa khác. Tôi là tôi vậy thôi, vì tôi không có cần tiền, tôi đâu có xài. Tôi có cái cốc rồi tôi ăn, rồi tôi đi xin ăn thôi. Còn cất cái này là Phật tử cất, Phật tử nghe pháp. Còn không có người ngoài trời, trời mưa rồi vô đây đục. Còn không có nữa thì ráng chịu thôi. Mỗi người phải lo lấy mình, đừng có nương vào người khác. Cái phước báo là cái đầu tiên để đi đến trí tuệ. Còn phước báo thì giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Chúng ta nên nhớ cái bài kinh Phước Thí đó. Phước báo thì sẽ được giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Mà cõi trời được phước thì hưởng thì hết. Cái trí tuệ cũng có phước nhưng mà người ta không hưởng. Cái khác nhau ở chỗ đó. Mấy con người mà có phước báo thì con người sẽ thông minh. Thông minh không phải là trí tuệ, mà thông minh để thấy rằng con đường thông minh nó lẩn quẩn, thì mới dứt lên thông minh. Thông minh là gì? Là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội, phước, phước báo nhiều. Do làm phước nhiều mà con người sáng suốt thông minh. Nhưng mà không chịu nghe pháp thì tưởng mình như vậy là ngon lắm. Chẳng hạn như đây có cô Qua Tâm vậy đó, là chuyên môn làm phước. Còn nghe pháp thì cứ chạy trốn hoài. Thì tôi nói thẳng ra, ai mà ghét tôi thì tôi đừng đến nữa. Cái trí tuệ là mỗi người phải cố gắng đi lấy. Thành ra tôi năn nỉ sau khi tọa giới rồi, chỉ cần mấy ngày thuyết pháp đến nghe, có 2 tiếng đồng hồ thôi. Còn ngày thường muốn đến thì không đến thì tôi còn khỏi cúng dường cũng được, tôi không có cần. Khi nào tôi cần tôi xin. Mua nhiều cái tôi không có xài. Tôi xài cái gì giờ? Tôi có bệnh tôi uống thuốc thôi. Bây giờ bác sĩ bị đừng uống nữa. Uống nhiều rồi. Bây giờ cứ để cơ thể nó tự trị bệnh lấy. Thì tôi nhờ massage cơ thể nó tự trị bệnh lấy. Khi nào kẹt lắm tôi mới uống. Chứ không phải uống dài dài, nhưng mà lần uống cả đống. Thôi thì cái đó tôi nói để Phật tử hiểu. Đừng có buồn tôi. Tôi bực mình mấy người làm phước. Nhưng mà vậy là sư bác vấn đề phước báo hả? Xin thưa không có vấn đề đó. Không có phước báo làm sao có trí tuệ. Nhưng mà đừng có hưởng. Đừng có dừng ở đó. Dừng ở đó là trong kinh kêu là giới cấm thủ. Thành ra Phật tử phải thông cảm cho tôi. Là phải làm phước, phải quỷ lạo, phải bố thí, phải giúp đỡ người nghèo. Thì kiếp sau sẽ giàu sang, quan quyền, vua chúa. Không kiếp sau, kiếp này.
mà xin đừng có dừng ở chỗ đó. Phải ráng nghe pháp, mình thông minh rồi mà nghe pháp mình hiểu liền, rồi có thể mình nhận được cái bất tử thì khỏe rồi đó. Qua nhã nhập lưu là giải thoát đầu tiên, là giải thoát cuối cùng. Thôi bây giờ chúng ta trở lại ha. Thì cái bài pháp hôm trước tôi giảng đó, bây giờ tôi lặp lại sơ thôi. Rồi chúng ta qua bài pháp thứ hai, cũng là trí tuệ với thần thông nữa. Mà thế giới này là thế giới thần thông. Chúng ta thích cái thần thông lắm, nhưng mà ai có ai đầu đồn đó, tôi ngồi thiền thì có hào quang của tôi, chắc là siêu đắc quả rồi. Quả gì? Quả là hán trái đó. Cái thần thông thì bậc thánh có, ma quỷ cũng có, người trời cũng có. Có đắc thánh quả thì có thần thông, mà có thần thông chưa hẳn là thánh quả. Cũng như bây giờ tranh xá lợi, bậc thánh thì có xá lợi dĩ nhiên rồi, nhưng mà có xá lợi chưa hẳn là thánh. Chúng ta phải coi chừng cái đó. Chiếc áo không làm thành thầy tu, nhưng muốn làm thầy tu phải có chiếc áo. Nhưng đâu phải mặc áo như vậy là thầy tu. Và nhờ cái áo này chúng ta mới tu tâm, mới thấy được chân tâm bổn tánh, nó dứt được tất cả. Thì cái này là trí tuệ chứ không phải là phước báo nữa. Nhưng mà nếu không có phước báo làm sao bước qua trí tuệ? Nhưng mặc áo thầy tu rồi lợi dụng Phật tử này kia rồi chết, hết phước rồi tọa. Đó mà đo nặng đấy, vì mình giả dối nhiều quá. Thành ra Phật tử phải nhớ cho đó, muốn làm thầy tu phải nhờ chiếc áo. Mấy vị mà đi giờ đi xin ăn đâu ai cho, mà tôi mang cái này tôi xin ta cho liền, cho mà còn cung kính nữa. Nhưng mà nếu tôi gạt Phật tử rồi là tọa nhiều kiếp. Thành ra Phật tử phải hiểu cái đó, đừng có tin ở ngoài nữa, mà trở về với mình. Tôi đã năn nỉ Phật tử mấy lần rồi, tất cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh cõi trời Phật gì cũng nằm ở trong cái xác thân không đầy hai thước này. Nhưng mà không phải xác thân, nhưng mà bỏ xác thân thì không nhận được. Thành ra tất cả đều là cái dòng nước linh hồn. Mà lòng nước linh hồn nó do tham sân si nổi lên lượng sống. Bây giờ muốn thấy dòng nước linh hồn làm sao thấy? Nó không hình không tướng gì hết, thì phải nương cái sống để nhận lấy dòng nước. Mà sống không phải là dòng nước, mà bỏ sống ra tìm dòng nước không có. Tự phải hiểu chỗ đó. Thành ra làm cho cái xác thân sống này trở nên thiện, giàu sang, quan quyền thì vẫn là sống, vẫn là lẫn quẩn thôi. Nhưng mà khi giàu sang, sống tốt, sống thiện rồi dễ nhận lại cái bất tử. Mà không nhận ở đó hưởng nữa, phải có hưởng thì có hết, phải có ngày là phải có đêm. Thì có đêm rồi là xuống địa ngục ngạ quỷ, thì biết bao lâu mới bò lên khỏi người trời nữa. Thành ra Đức Phật nói cái thân người rất là khó được. Từ địa ngục vô gián hữu gián tới ngạ quỷ súc sanh Atula mới bò tới cõi người. Cõi người là năm ăn năm thua, năm khổ năm vui. Còn cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới vô sắc, cõi này là sung sướng vô cùng. Mà sung sướng thì đâu chỉ tu, nó khổ cho nên tu thì mau thành Phật. Nhất là nhị thiền, rồi qua đạo, qua cái bảo Phật rất dễ. Tam thiền và tới tứ thiền, tứ không thì khó mà qua. Cõi này quá cao, cái sinh mạng sống hàng tỷ tỷ tuổi thì còn mong cái gì đâu, còn sợ chết gì nữa. Sống một đời sống quá lâu, nhưng mà tỷ tỷ rồi cũng phải hết. Nó khổ chỗ đó mà chưa hết thì bắt đầu nhàm chán. Cái ngán nhất là cái nhàm chán. Chứ cõi mà vô sắc giới rồi sống bằng trời đất hàng tỷ 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 tuổi, rồi ở lâu thì nhàm chán, vô thường vô ngã. Hãy còn tư tưởng là còn nằm trong vô thường, còn nằm trong vô ngã. Mà vô thường vô ngã thì nhàm chán là khổ đau. Khổ đau thì phải xả thiền đi xuống cõi sắc giới, rồi đi xuống cõi dục giới. Cũng như nàng Giáng Hương trong vấn đề mà bỏ cõi trời đi xuống cõi trần này chơi, rồi dính mắc. Từ thức mới là cứu, rồi phải lấy từ thức. Thì chúng ta thấy chúng ta cũng vậy. Thế tư tưởng là luôn luôn nhàm chán. Nhàm chán thì đạo Phật kêu là khổ đau, phiền não.
Mà nhàm chán là bị gì? Tôi tưởng nằm trong vô thường vô ngã. Mà vô thường vô ngã là cái gì? Phật tử nắm không được. Đây chưa chắc ai nắm được. Tôi giảng cũng giảng khơi khơi thôi, chứ tôi không có giảng đúng. Làm sao giảng đúng được trong lúc mình chưa có cái chuẩn bị đàng hoàng? Mà giảng cho đúng là khó giảng vô cùng. Thì tôi muốn lặp lại rồi sao tôi giảng vô thường vô ngã lại nữa. Vô thường nó có hai thứ, một vô thường chu kỳ, một vô thường sát na. Còn vô ngã nó có một thứ rồi, nhưng một thứ này bao trùm hết. Thì bài kinh 66 chúng ta sẽ đi vào cái đó. Hôm trước tôi giảng mà giảng cũng không chạy. Bây giờ Phật tử chưa chuẩn bị. Thành ra tôi bữa nay hôm qua đó, tôi giảng về thế giới của sát na, tức là thế giới tịnh độ. Thế giới của chu kỳ, tức là thế giới của quế độ. Mà quế với tịnh là hai hả? Trật. Là một hả? Sai. Nó khó là khó cái chỗ đó. Thành ra chúng ta phải ngồi thiền cho lâu, cho sâu, cho kỹ, chúng ta mới là cảm nhận được phần nào. Mà cảm nhận rồi làm sao diễn tả? Tôi đã nói cảm nhận nó giống như người câm mà nằm chiêm bao. Rồi thức dậy muốn diễn tả cái chiêm bao mình thấy, mà cái họng câm rồi làm sao diễn tả? Thì những người nhập vào tứ, vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sẽ thấy được cái cảnh giới đó. Nhưng mà không diễn tả nổi. Chỉ trừ có bậc Bồ Tát thì Ngài diễn tả bằng cách không diễn tả gì hết. Nhưng mà không diễn tả, diễn tả dài dài. Ngài chỉ diễn tả cho những người cái tâm nó khí hợp với mình. Kêu là dĩ tâm, truyền tâm, dĩ tâm, ấn tâm. Chứ không phải ai mà cũng có thể qua Bát Nhã được hết. Khi Ngài thấy người đó đã nhập nhị thiền, tam thiền rồi Ngài giảng. Mà có một sự thao thức, một sự trăn trở. Mà quý vị đây không có trăn trở, ăn rồi ngủ cho đã thôi. Có nhiều người đủ điều kiện mà không chịu tu. Vì tu là phải bỏ hết. Trời, tôi giàu có vậy như cái bà gì không hiện nay. Hồi nghèo thì muốn có vàng mà không có. Rồi bây giờ khi có mấy chục năm già, sáu mấy bảy chục tuổi rồi mới được một số vàng. Giờ đeo gặp tôi rầy. Nên nó bà đeo vậy là vô cái sinh mạng bà đem cho tụi tôi ăn cướp mà. Cướp của giết người chứ không phải ăn cắp. Bà nói trời ơi con già vậy mà con để dành tiền mấy chục năm nay con muốn đeo vàng, không có vàng để bây giờ có mà sư không cho đeo nữa. Trời ơi, thì con để vàng này để làm cái gì? Nói thì bà cho. Nó cho. Tôi nói như nghe dễ quá, cái cốt khổ cực tới bây giờ đổ nước mắt trào, nước mắt xôi mà xôi nước mắt đổ mồ hôi mà giờ sư biết cho. Tôi cười. Rồi tôi đi thôi. Thì tháng sau, hai ba tháng sau lại bà cảm ơn tôi. Con chút xíu nữa chết rồi sư. Nó giật vàng, nó đứt cái dây chuyền con. Con la trời rồi con quánh nó. Mà mai con không phải ở hẻm, ở đường Nguyễn Đáng, đại lộ lớn mà nó dám giật. Bà đeo vàng bự bự miếng không đáng cho. Rồi tôi nói thôi bà cất đi đừng đeo nữa. Rồi hai ba sáng tôi đi đi Bát Ngang thấy đeo lại nữa. Bà nói trời ơi có vàng không đeo, con ngứa lên cổ thấy người ta đeo nhiều quá. Nói người ta còn trẻ với người ta đi Honda, dù bà đi vô hẻm này kia lơ mơ bà chết. Bà nói không, con bị gì cho con cũng phải đeo thôi. Thì chúng ta thấy cái nhận thức mà kém nó mới giết chết mình. Mà nhận thức muốn cao thì phải nghe Pháp. Rồi nghe bên này rồi về ngủ khò để ít lời gì. Con trâu nó ăn cỏ thì đâu có thành thịt máu xương gì có nó. Văn là phải tư. Tối về phải ọc ra rồi phải ngồi nghiền ngẫm từng chút. Tôi mà sở dĩ đi sâu vào pháp lý là giờ tôi ngồi thiền rất nhiều. Rồi bây giờ già ngồi không được thì tôi lại uống trà nghiền ngẫm. Mà trà tôi là trà sen. Để trồng sen trắng. Để trà cho nó thơm vô cùng mà tôi hồi đó giờ không biết. Chỉ nghe là trong ông Trần Tế Xương cũng nói đó. Trà sen mà mượn hỏi giá còn kêu. Còn kêu là mắc quá. Chưa có mua được. Mà trà sen là trà sao tôi chả biết. Tôi không bên cạnh. Ông, sen bút bút không lấy trà. Ông bỏ vô đó nó ngậm. Bằng ngày nó mở ra tối nó ngậm lại.
một đêm tới sáng đem đi chăm bốn cái tuần nó thôn làm sao, vừa ngọt vừa ngon mà vừa thơm mùi mùi sen. Thành ra tôi có hơi thở, tôi mồ hôi, tôi toàn là sen không. Thôi nói để quý vị biết. Thì tôi bây giờ chỉ có ngồi với ghế, rồi tôi nghiền ngẫm. Tôi giờ đâu có bận gì, không vợ, không con, không tiền, không bạc, không gì hết. Thì tôi chỉ ăn nằm với giáo pháp. Quý vị tưởng đâu tôi giỏi, giỏi mốc gì. Quý vị ở hoàn cảnh tôi thì đúng giỏi như vậy đó. Quý vị lo nào cha, nào mẹ, nào anh, nào em, nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái, rồi kiếm ăn, thất nghiệp. Tôi đâu cần kiếm cái gì. Tôi bây giờ có vô lượng cha mẹ, vô lượng anh chị. Lẽ vô lượng thì cái tâm mình nó rộng rãi bao la, nó đâu còn cái gì nữa. Thì trước tiên nếu tôi lấy cái vô lượng đó hoài hoài thì tôi chết rồi, tôi trở về cái vô hiện tại là vô lượng rồi, chết rồi đi đâu nữa. Thì nó cũng vô lượng thôi. Đâu phải tôi giỏi mà chẳng qua là tôi sống đúng giáo pháp, đúng sống như lời Đức Phật dạy. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì tôi mới lặp lại cái bài của Huệ Năng Huyền Giác, rồi chúng ta qua cái bài của Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Cái này tôi cũng lặp nhiều lần rồi. Thì quý vị phải trả bài cho tôi cái này, thấy không? Rồi kỳ tới là chúng ta có thể qua 700 xe. Cái này tôi cũng giảng nhiều lần rồi, quý vị phải giảng lại thôi. Thì cũng là đối đáp giữa Bát Nhã và tư tưởng này. Quý vị làm sao phân biệt cho rành. Thời buổi này quý vị dễ lọt là ngũ âm ma, dễ lọt vào thần thông. Mà tư tưởng là thấy rõ thần thông. Thần thông là một trạng thái lờ mờ. Lờ mờ đạo Phật kêu là vô minh, không sáng. Do vô minh mà quý vị luân hồi sanh tử. Mà vô minh phát khởi từ đâu chúng ta không nắm được. Phát khởi từ cái tiếng của năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn. Thì đây, chính cái tưởng uẩn này là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Mà tưởng uẩn khi nào mới khởi? Thì nó có hai cách. Một là do mắt tai mũi lưỡi năm căn này tiếp xúc với năm trần: mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thinh hương vị xúc. Tiếp xúc với nhau thì nó mới có là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức. Chưa có vô minh. Cái này nằm vô minh mê mờ, chưa biết cải sửa. Đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, bốn đường ác. Nằm trong vô minh mà không biết cải sửa. Tới chừng có nghiệp, tức là có mặt na, nó sao động rồi nó mới tạo ra cái nghiệp. Cái ý chí, ý chí tức là người. Từ con người mới có đặt vấn đề, mới có sự đau khổ. Loài thú chưa biết đau khổ. Chưa biết tức là không phải không có, nhưng mà khổ và ráng chịu thôi. Thì kiếp sau sanh lên khổ nữa, sanh lên khổ nữa, sanh lên khổ nữa, cứ vậy thôi. Còn con người không được à. Tôi khổ là tôi tiến hóa lên cõi trời. Một thời gian tôi tu tập, tôi thấy là cõi trời dục giới cũng còn khổ, tôi tiến hóa lên sơ thiền. Rồi sơ thiền tôi thấy chưa yên, tôi tiến hóa lên nhị thiền, tôi tiến hóa lên tam thiền. Nhị thiền, tam thiền là có bậc thiện trí thức, có Phật, có thánh nhân nhập qua đạo Phật liền. Còn dưới nhị thiền, sơ thiền không có nhận được, khó nhận. Còn bốn đường ác thì làm gì nhận được, không có nghiệp. Thành ra nghiệp cảm duyên khởi là cái độc đáo nhất của cõi người và cõi trời dục giới. Rồi tới sơ nhị tam thiền là cái nghiệp cảm rất là cao. Qua tới tứ thiền quá cao. Kinh nghiệm kiến thức quá già dặn. Con khỉ này nó già dặn, nó tạo ra đủ thứ. Nó tạo ra vô sở xứ, tạo ra A-la-hán, tạo ra Như Lai. Còn tu có gì nữa? Nó đâu có thua A-la-hán, đâu có thua Như Lai. Nó thấy được cảnh giới A-la-hán, nó thấy được cảnh giới Như Lai. Do nó tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu. Nó tập trung tức là đè nén những cái lượng sống đó, cho nó đừng có xao động nữa. Mà đè nén tức là nó phản phục. Thì lúc nó nằm yên, sống còn lăn tăn, thì cái dòng nước linh hồn, tức là cái niết bàn tịch tịnh của A-la-hán hiện ra. Hiện là do nó đè mà nó thấy. Mà đè thì đâu có lâu. Khi hết đè rồi nó phản phục trở lại. Hết ngăn lại động thêm.
càng trễ ở hai bên chi bằng do đầu mối. Ngăn động mà tìm tịnh, chạy trốn cái động mà tìm cái tịnh, thì tịnh này là tịnh của động. Hết ngăn lại động thêm, khi mà không còn ngăn nữa thì cái động còn giữ nữa. Mà nếu không có đạo Phật thì chúng ta chết. Không có thái tử thì ta thấy cái chỗ sai lầm của vô sở hữu và phi phi tưởng, của ông già A-la-hán và Như Lai. Ngài mới trình bày cho hai ông thầy biết cái này còn hớ. Hai ông thầy là cao mà nghe cái biết. Bây giờ Ngài chỉ tôi A-la-hán thiệt cái Như Lai thiệt đi. Thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta chưa đắc. Tôi thấy nhưng mà tôi chưa chứng đắc được. Tôi không thể trình bày cho Ngài. Nhưng mà tôi hẹn Ngài, một ngày nào tôi đắc rồi tôi trở lại chỉ cho Ngài. Rồi 49 ngày với cổ bồ đề là thấy rõ. Có ai mà ngồi thiền 49 ngày mà thành Như Lai bao giờ? Thì đây cũng là nhiều kiếp thể hiện trở lại. Trở lại tìm hai ông thầy thì ông thầy chết rồi. Mà ông này xuống làm phi xuất sanh. Như Lai mà xuống thành nhất tăng thì Như Lai dũng. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm sao mà phân biệt cho rõ ràng giữa tư tưởng và bát nhã. Tư tưởng nó giống hệt như bát nhã, nhưng mà thật sự nó là dũng, tưởng rằng đồ thật quá đồ chơi. Còn bát nhã thì nó thấy rõ tư tưởng, mà thấy rõ thì nó đâu có chạy trốn, nó đừng dính mắt thôi. Còn cái người trời mà thấy lờ mờ, thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, khổ đau quá, mà thấy không rõ, thì lầm tưởng cái sợi dây là con rắn bỏ chạy. Bỏ chạy mà nếu không bỏ chạy được thì sao? Dính mặt. Chúng ta sợ cái gì chúng ta bỏ chạy, rồi khi mà không chạy được thì chúng ta dính lại đó. Thành ra có hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người sơ cơ. Mà chúng ta đa số ở đây Phật tử không biết sao, chứ tôi là tôi công nhận tôi mẫu giáo, tôi sơ cơ. Thành ra tôi rất sợ hoàn cảnh. Mà sợ hoàn cảnh thì sao? Thì phải ôm giới luật. Đức Phật có nói mà, sau này cuộc đời nó khổ lắm, nó hai ba phe. Mà nếu các con theo phe phải thì phe trái nó ghét, mà theo phe trái thì phe phải nó ghét. Còn ở giữa không theo ai hết, trung lập, thì hai phe nó đều ghét hết. Chết. Bây giờ các con phải làm sao? Cái câu này của Minh đã qua hỏi quý sư. Bây giờ hai phe, nếu phe phải thì bên trái ghét, mà theo bên trái thì bên phải ghét. Còn ở giữa không theo ai hết thì hai bên nó đều ghét hết. Bây giờ làm sao? Thì người nói tự nhiên thôi, không theo phe nào, cũng không ở giữa, thì ba phe nó đụng chết ngồi luôn, dẹp lép. Thì Ngài nói phải ôm cái gốc cây, nó vô nó đụng mình, nó đụng cái gốc cây, thì gốc cây bảo vệ cho các con. Trên đời này không có ông Phật nào cứu mình hết, mình cũng chưa cứu mình được, thì phải nhờ cái pháp. Tức là các con ôm vững giới luật đi, thì giới luật sẽ bảo vệ các con. Nếu được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước sanh huệ trưởng. Tôi thường truyền giới rồi tôi lập lại cái này. Cái này là của Đức Phật. Rồi nếu các con chết đó mà chưa đắc quả, con sanh về cõi trời hoặc là giảng sanh về cõi Phật. Cõi Phật thì khác à, phải có A Di Đà tiếp dẫn. Cái cõi đó nó không có không gian. Còn cõi mà cõi trời á, đầu thai gì đó có không gian, có đi và có thời gian để đến, có cái khoảng cách. Còn cõi cực lạc thì nó không có khoảng cách, nhưng mà nó có cái khe hở. Phật khác tôi sẽ giảng về cái khe hở và cái khoảng cách. Khe hở là nó chỉ hiện ra thôi, co tay duỗi tay là lập tức về cực lạc. Chúng ta co 100 lần cũng không giảng nữa. Nhưng Phật A Di Đà xuất hiện một cái rồi thì Ngài đưa cái bông sen là chúng ta chỉ nhập vô đó rồi lập tức, vừa tắt thở rồi là về cực lạc liền. Còn cái kia phải 5 phút, 10 phút, 15 phút từ cái định lực của mình mới về khỏi trời được. Nếu định lực càng mạnh thì cũng về sớm, mà không bằng thế giới cực lạc. Mà thế giới cực lạc không có Phật Di Đà là không về được. Tới bất lai cũng không về cực lạc được nếu không phát nguyện. Thành ra cái nguyện rất là quan trọng, mà tôi đề trên này, di nguyện giảng sanh. Nắm cái nguyện là giảng sanh rồi.
Cũng như giới định tuệ nắm cái huệ thôi. Cái huệ là gì? Là cái dụng. Thôi chúng ta trở lại. Thành ra tôi tóm lại cái bài hôm trước, thì cuối cùng tôi đã hỏi quý vị về cái nhận thức. Thì có ba thứ nhận thức, đa số đều nói đúng, nhưng mà giải thích nó thì nó không đúng. Nó có những cái sơ hở, những cái mâu thuẫn nhau. Thì tôi kể sơ cái bài đó là quyền giác thì là con người thế tục, chưa có thành tổ, chưa đắc quả, nhưng mà sau khi ngồi thiền thấy mình đắc quả, nhưng mà không biết đúng hay là sai, không biết có lọt vào ngũ ma không. Thì quyền sách là đệ tử của Huệ Năng, được Huệ Năng ấn chứng là đã thấy được Phật tánh, mới đi đến nó nghe, nó quyền giác ở đây tu dữ lắm, mới lại hỏi ngài, ông ở đây làm cái gì? Nó ngồi thiền. Mới ngồi thiền, ông ngồi bằng cái tâm gì? Lấy cái tâm gì ngồi thiền? Ông ngồi bằng cái thân hả? Nếu ông ngồi bằng cái thân không có tâm thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng thiền định hết. Còn nếu ngồi thiền mà có cái tâm tập trung thì đó là trời, dục giới, sắc giới, vô sắc. Vậy ông ngồi với cái tâm nào? Quyền giác nói, tôi ngồi lúc đó tôi không để ý cái tâm nào hết. Rồi nói vậy thì không có nhập, không có xuất, cái tâm thường định thôi. Còn nếu có trời thì ngài phải tập trung vào một cái đối tượng nào đó, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi ngài vượt lên đó, ngài tứ không, là không dính mắc vào thân ngoài thân trong, thì nhập thì phải có xuất. Còn nếu ngài luôn luôn nhận cái lặng lẽ thì không có nhập, không có xuất, thì cái này mới là cái định của Phật giáo. Thì hai ngài đối đáp thấy tương ưng nhau. Thì quyền giác, bây giờ ngài ấn chứng cho tôi thì thọ ký là tôi đắc đúng thánh quả, đi đúng bát nhã chứ không phải lọt tư tưởng. Ngài nói tôi không có đủ khả năng, không đủ lời lẽ để thọ ký cho ngài đâu. Có thầy của tôi đó thì là Huệ Năng. Nếu ngài muốn tôi dẫn ngài đi đời đó ở Tàu Khê. Thì quyền giác mừng quá, như mà người mà trôi ở dưới biển mà lập cái phao. Thì xin đi, ông này dẫn tới. Ông gặp Huệ Năng, ông đi ba vòng, mặc áo chừa cánh tay như quý sư, đó là cung kính bên Phật á. Đi ba vòng, chống cái tích trượng, xá bà xá, không lại. Thì Huệ Năng mới hỏi, đại đức từ đâu đến mà ngã mạng quá vậy? Tự cao quá. Ngài nói sinh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại, tôi chưa kịp lễ là tôi chết rồi. Có đúng vậy không? Thì Huệ Năng nghe độc đáo. Ngài nói sao không ngay cái sanh tử mà thấy được cái vô sanh, không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, không có pháp môn. Thì quyền giác muốn để coi ông Huệ Năng này có dạy pháp môn không. Pháp môn là dối gạt, ông tu biết bao nhiêu pháp môn rồi, không đưa tới cái bất tử. Cuối cùng cái soi sự cái trăn trở, ông thấy rằng không có pháp môn. Thì bây giờ không biết đúng hay không. Nếu có pháp môn là người trời, mà không pháp môn thì địa ngục. Thì bây giờ cái đó là cái câu của Triệu Châu hỏi Nam Tiền đó. Cái đạo con không biết sao ngài giải thích. Ngài nói nếu giải thích đó thì lọt vào cái giọng của cõi trời, mà không biết gì hết thì thuộc địa ngục. Con muốn cái nào? Thì Triệu Châu nó còn không muốn cái nào hết. Thì ngay đó không ngộ. Thì ở đây cũng vậy, ông muốn coi thử coi Huệ Năng trả lời bằng cách pháp môn thì bỏ đi liền, không lại. Còn không pháp môn thì địa ngục. Cái này ông lại nói là không phải. Ngay trong cái sanh tử, sanh diệt này con phải thấy được cái bất sanh ở trong đó. Ngay trong cái sống này con phải nhận lấy cái dòng nước. Mà nhận lấy là đâu có pháp môn. Pháp môn là dối gạt. Pháp môn là đổi cái lượng sống khác nữa, thì vẫn là sống thôi. Bây giờ ngần ngay trong cái sống đó, đi thẳng vào đó, trực giác vô đó, thì có dòng nước nằm trong đó. Mà nếu con còn chấp cái sống là con không thấy dòng nước. Con nhìn cái sống mà con đừng dính mắt nó, thì cái đông không dính mắt đó chính là dòng nước, chứ còn gì nữa. Cái sống nó sanh diệt mà dòng nước nó ở trong cái bất sanh bất diệt. Thì cái bất sanh bất diệt này, cái sống nó mượn đó để sanh diệt.
thì nó có mặc sức nó sanh diệt, nhưng mà Ngài cũng vẫn là dòng nước bất sanh. Tại sao không ngay cái sanh tử mình nhận lại cái vô sanh? Còn vô thường thì có hai cái, vô thường là sắc nữa. Thì đây là cái tạo ra, ra pháp giới, tạo ra nhập lưu nhất chân lai bất lại vô sanh là hán. Cái này không phải vọng. Còn cái sanh tử là vọng, mà cũng không phải chơn. Cái chết của người tu ở chỗ này, tôi đã đọc kinh đủ lần, nhìn tới cái chỗ này tôi chết. Phải 2-3 năm sau tôi mới hiểu được. Vì sau khi mà chỉ thất xứ trừng tâm, 7 lần mà A Nan đưa cái tâm Đức Phật bác hết trơn, cả tới nhân duyên, tâm là do nhân duyên Đức Phật cũng đẩy sát luôn. Thành ra một số bên tiểu thừa nói Thủ Lăng Nghiêm là ngoại đạo. Nhưng mà nếu mình đọc sâu mình thấy Thủ Lăng Nghiêm mới là hay nhất. 10 ngày mới chỉ ra cái chân tâm mà A Nan nhận được cái thấy, thấy sự vật thay đổi, những mất cái thấy không bao giờ mất. Cái nghe, tiếng chuông có lớn có nhỏ, có nhiều tiếng động, nhưng mà cái nghe không có nhiều. A Nan nhận được mừng quá quỳ lại. Nếu mà con đậm được cái này là Ma Đăng Già không có bắt con, không có dùng cái sắc đẹp mà quyến rũ con được. Cái sắc đẹp nó có lúc đẹp thì có già, có xấu có đẹp. Bây giờ ngài cô đó trẻ thì đẹp thì coi rồi cũng thành bà già mốm thôi. Mà nếu cái lặng lẽ thì cái lặng lẽ của con là nó không thay đổi. Cái nghe của con, cái nhìn của con thì luôn luôn bao giờ cũng vậy. A Nan quỳ lại khóc. Đức Phật nói A Nan ơi, cái đó không phải chân tâm đâu nha. A Nan chửi dưới, trời ơi, ngài bác con hết rồi, giờ ngài đưa cái chân tâm. Bây giờ con nhận ra chân tâm ngài nó cũng không phải nữa. Vậy nó là cái gì? Ngài nói nó cũng không phải giọng. Cái chỗ này chết mấy người mà đi vào Phật Pháp mấy lần đầu. Nó khó vô cùng. Mà nó không phải chân. Nó là cái dòng nước. Mà dòng nước thì trôi chảy là giọng, mà đứng lặng không có tướng thì là chân. Như vậy là chân vọng hòa hợp. Chừng nào nó chuyển biến thần tốc, nó đứng lặng mà nó bất biến, thì đây mới là chân thật sự. Đứng lặng là chân mà bất biến là chân, thì đây mới là chân. Vì do cái chỗ này mà tiểu thừa mới nhận cái niết bàn này hết rồi, tịch tịnh. Gánh nặng đặt xuống, việc làm đã làm xong, không còn trở lui tại đời này nữa. Bên đại thừa không chịu. Nói nó bất biến, sở dĩ bất biến là nó chuyển biến một cách quá thần tốc. Thành ra kêu nó là bất biến. Mà khi mà nó xuống cấp rồi thì bắt đầu nó đứng lặng mà chuyển biến. Thì đó là A Lại Da của chúng ta. Còn đứng lặng bất biến đó là Niết Bàn A Lại Da của võ trụ. Mà A Lại Da võ trụ, A Lại Da của mình nó khác nhau làm sao? Thì cái đó thì tới. Có nhân viên tôi sẽ giảng nữa, bây giờ nói chắc có gì không nắm được. A Lại Da vũ trụ, A Lại Da của Như Lai đâu. A Lại Da của Như Lai và A Lại Da của mình không khác. Nhưng mà A Lại Da của vũ trụ là vô lượng Như Lai, vô lượng A Lại Da của cá nhân chúng ta nằm ở trong đó. Ngài thấy một cái là thấy vô lượng A Lại Da, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho tới phi phi tượng, đều nằm trong A Lại Da của Như Lai. Còn mình chỉ là một số chủng tử, một hột cát trong cái bãi sa mạc thôi. Thành ra nói về cái thể của Như Lai với cái thể A Lại Da của mình là một thôi. Nhưng mà A Lại Da của Như Lai là không có chủng tử, hay nói cách khác là có vô lượng chủng tử. Vô lượng chủng tử tức là không có dính mắc vào chủng tử nào hết. Còn A Lại Da của mình thì mình lấy kinh nghiệm, kiến thức, ký ức chủng tử đó dưới hình thức năng lực. Cái này cũng khó hiểu nha, tại sao mà chủng tử mới dưới hình thức năng lực? Năng lực là có chủng tử âm, chủng tử dương, tức là có điện âm, điện dương. Mà điện âm, điện dương khi phá bỏ thì nó biến mất, nó thành năng lực. Cái này là cái khó hiểu mà giờ khoa học bắt đầu giải thích được. Ông ấy xe, ông đưa ra cái đó đầu tiên. Không gian 4 chiều. Nữa tôi cũng trả lời cái đó trong Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang có câu hỏi cũng liên can, tam tâm tứ tướng. Đúng là tướng là có 3 thôi. Nếu quá trên, bề ngang, chiều dọc, chiều cao, 3 tâm, 3 tướng rồi. Mà Ngài nói tới tứ tướng,
Thôi cái đó để chúng ta qua trường hợp khác. Bây giờ chúng ta trở lại cái này. Thì cái câu đối đáp của Huệ Năng và Quyền Giác, thì Huệ Năng nói là sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh? Sao không ngay cái vô thường? Vô thường là vô thường sát na đấy, tức là thế giới của Bát Nhã đấy, pháp giới đấy, không tùy thuận giới, không liễu tri cái chân thường. Liễu tri là ngay thẳng đó, tùy thuận trong đó thôi. Thì Quyền Giác đâu phải trai bở, ổng ngộ được mà, thấy được cái bất tử nhưng mà không biết đúng hay không, ổng mới nói nhận lại, tức là vô sanh. Còn liễu tri là chân thường, không có tu gì hết. Thì Huệ Năng khen ông thật hay, đáng tán thán. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Thì ông mới quỳ xuống lại đàng hoàng, 3.000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh. Rồi đứng dậy thì ông xin hầu tổ, tổ nín lặng cho ông hầu, hầu 2 tiếng hầu ông xin về. Thì tổ nói ông này mới vậy mà không biết có thật sự hiểu không. Ông mới thử thêm một lần nữa. Ông về sao mau quá vậy? Mới ở đây mà vừa về rồi. Mau quá vậy là đứng trên phương diện hiện tượng giới, mình có thân, có đi, có đứng, có tới, có về. Thì biết là ông Bình ăn chơi mình nữa, kéo về thế giới hiện tượng. Ông nói vốn mình không động mà làm cái gì có mau với chậm. Tôi đến đây là đến với cái thân, thân thì có mau có chậm, nhưng mà cái biết tôi biết cái thân mau chậm, từ đó là thân mau chậm chứ có biết đâu có mau chậm. Hay trả lời vốn mình chẳng động, lấy gì mà mau với chậm. Thì Huệ Năng quất thêm một câu nữa, ai biết không mau chậm? Ngài nói là không mau chậm mà ai biết không mau chậm? Không phải ngài biết sao? Mà nếu có ai là có tư tưởng nữa, mà tư tưởng thì làm cái gì mà có bất động? Thì Quyền Giác nắm được liền, nó tự thung, tự tôn giả thanh tâm phân biệt. Cái dòng nước linh hồn nó không có không gian. Ngài dùng cái tư tưởng ngài chẻ một cái thành ra lượng sống có không gian. Từ cái A Lại Gia ngài chẻ một cái thành ra mạt na. Cái đó là do ngài chứ, nó vốn là nó trôi chảy như vậy, nó đâu có sống. Rồi do cái tham sân si, cái vô minh của ngài chi mạt, ngài mới chẻ một cái có lượng sống. Thì lượng sống này là do ngài, chứ cái dòng nước linh hồn tự nó không có, không có sao động. Mà sao động là do vô minh của ngài, chi mạt vô minh nằm trong A Lại Gia. Thì ông Huệ Năng biết ông này đi tới cái chỗ tổ trí tuệ là A La Hán rồi. Vốn mình chẳng động, ai biết không động? Thì Quyền Giác mới nói là tự tôn giả sanh tâm phân biệt. Tự ngài cái dòng nước người ta, ngài chẻ xuống cái thành lượng sống, ngài chặn nó lại, nó mới là bị sao động, nó sanh ra cái lượng sống mạt na có không gian. Không gian là nguyên nhân đầu tiên để xuống mạt na, xuống tứ thiền. Tứ thiền là có thân bên trong, có thân bên ngoài, có tư tưởng. Nhưng mà hoàn toàn tống bằng tư tưởng, không để ý tới thân bên trong bên ngoài, đè nén xuống, gạt bỏ mấy cái kia. Do đè nén mà gạt bỏ được, do tập trung vào cái đối tượng, tư tưởng không. Rồi xuống tới tam thiền vọng nữa, thì bắt đầu có thân bên trong, tam thiền, không để ý thân bên ngoài. Tới nhị thiền có thân ngoài, có thân trong. Thân trong là lạc tỏ, chánh niệm tỉnh giác, bỏ cái hỷ. Rồi tới nhị thiền là có hỷ có lạc, có thân trong, có thân ngoài. Tới sơ thiền là bắt đầu thân bên ngoài. Từ đó mới là có cõi trời dục giới, mới có cõi người. Tới cõi người là mất luôn cái ý chí, không còn cải sửa nữa. Thì thành ra súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thôi đại khái cái này tôi đã giảng nhiều rồi, bây giờ trở lại. Thì Quyền Giác nói tự tôn giả sanh tâm phân biệt. Thì Huệ Năng mới khen ông thật sự là hiểu được cái ý vô sanh.
cái bất tử đó ông thực sự hiểu được. Ông đã dùng tư tưởng mà hiểu được cái ý vô sanh thì viên giác bắt được liền. Đã vô sanh mà có tư tưởng là sao? Đã bất tử mà có nghĩ và có bất tử thì cái bất tử này đâu còn là bất tử nữa. Bất tử là không thể dùng tư tưởng diễn tả, mà ngài dùng tư tưởng ngài diễn tả có bất tử thì cái bất tử này sanh ra cái sanh tử. Ông viên giác đọc đó, vô sanh mà há có ý có tư tưởng nữa sao? Thì Huệ Năng khen, mình Huệ Năng quất thêm một câu nữa: nếu không ý, không có tư tưởng thì ai phân biệt đây? Nếu ông nó không có tư tưởng thì ai mà phân biệt xanh đỏ trắng vàng, ai phân biệt phải quấy tốt xấu, ai ăn biết mặn chua cay đây? Không lẽ một vị đắc thánh quả là không biết gì hết, ăn mặn không biết mặn, ăn ngọt không biết ngọt, con chó con trâu bò người ta không phân biệt được sao? Câu này mới chết. Không ý là không tư tưởng thì ai là cũng do tư tưởng, phân biệt cũng là tư tưởng, ba cái đều tư tưởng hết. Không ý thì ai phân biệt đây? Câu này là giết chết quyền gia. Vậy bậc thánh nhân là địa ngục vô ký, không có tư tưởng thì bốn đường ác. Không có ai, tức là không có con người mà loài thú thôi. Phân biệt là không có sự phân biệt gì hết, là địa ngục cây đá. Không ý thì ai phân biệt đây? Ý ai phân biệt? Chỉa cái ngọn dao ba mũi vào ông Nguyên Giác, Nguyên Giác đỡ liền. Người ta đã đắc quả thì người ta mau nghe một cái là biết liền. Phân biệt thì bạch tổ, phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Bậc thánh nhân cũng phân biệt, phàm phu cũng phân biệt, địa ngục ngạ quỷ cũng phân biệt, nhưng mà hoàn toàn khác nhau, không phải là ý. Phân biệt thì có, nhưng đó cũng không phải là ý hết. Thì chúng ta trả lời sao? Thành ra quý vị có học cái pháp rồi, quý vị hay, nó có ba thứ phân biệt. Thì copy của chúng ta đó, phân biệt là biến kế sở chấp, y ta khởi và duyên thành thực. Thì đúng, nhưng mà giải thích sai. Cái khổ ở chỗ đó. Tôi có giảng nhưng mà không phải giảng vậy, có áp dụng vô đây. Còn ông Thiện Khánh thì kỳ đó là biến kế phân biệt, là tùy niệm phân biệt. Mà đó tôi nghe tôi không để ý, tới chừng tôi thấy cái bản đề tôi nói chết. Như thế này cũng là mâu thuẫn lộn mèo nữa. Thì cái đó cũng có nhiều người trả lời cũng vậy đó. Nghĩa là tùy niệm biến kế là chính ở trong quyển Chứng Đạo Ca. Thì ông Trúc Thiên có giải thích có ba thứ phân biệt: tùy niệm phân biệt, biến kế phân biệt và tự tánh phân biệt. Nhưng mà ông không có cho thí dụ. Rồi tới chừng Phật tử ông Tiện Khánh đủ nhiều thí dụ tôi không để ý. Thì tôi thấy có bản tôi nói chết, nhẵn như vậy là nó mâu thuẫn nữa. Thì thôi để quý vị suy nghĩ lại. Còn tôi bữa đó tôi mới thêm cái ý kiến là chúng ta học nhiều nhất là trong duy thức. Thì có hai thứ phân biệt: phân biệt bằng ngũ câu ý thức, phân biệt bằng độc đầu ý thức, và phân biệt bằng trực giác, tức là hiện lượng tánh cảnh. Nhưng mà tôi cũng không có giảng cái này trước, tôi có giảng rồi. Tôi đưa ra cho quý vị thấy là có nhiều cách giải thích, mà nếu mình nắm vững thì rất hay. Nó nhiều phương diện về một cái thực tại nhận thức của chúng ta. Mà mấy người mới thì chết mồ luôn, lộn tầm phèo một cái rừng danh từ. Thành ra Phật giáo rất hay mà rất dở. Mấy người sơ cơ mà gặp cái bài pháp tôi giảng thì chết mồ luôn. Thì thôi phải học với mấy sư huynh đi trước mình. Mấy người họ Ngọc, họ Diệu quá, với họ Như á. Còn họ Liên là phải học mấy người đó thôi. Nhưng mà cũng có một số siêu á, như nãy tôi nói đó. Mấy người trả bài được Liên Trà, Liên Lâm, Liên... mấy người đó giỏi. Được có 3-4 người thôi, còn bao nhiêu chắc là chịu thôi. Trái lại dòng họ Như thì có một số người là không hiểu gì hết. Mà cô độc đáo nhất là dòng họ Thích Ca đó, thì có cô Trơn Ngọc. Là hồi dường như là tôi xuất gia là có cổ rồi đó. Tới giờ cô không trải gì được hết. Cô đi nghe pháp rất là
tinh tấn. Ở đây thì cũng như có cô Nhàn, cô Dung Mật là u cà gạt không biết cô Hải nữa. Hộ pháp hạng nhất, làm phước hạng nhất, mà trí tuệ thì hạng bét. Nếu cô Dung Mật mà lần của cô nghe pháp tôi đầy hoài, cô vô nghe, nghe 100 lần, ngồi ngủ hết 101 lần, giữa vách rồi hả, cái họng lớn một hồ. Nói sư giảng hay quá, con mất ngủ gì, vô nghe là ngủ thẳng ra luôn. Cái nghiệp mỗi người, mình phải cố gắng thắng cái nghiệp mình, kêu là chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp không được thì làm sao mà qua vô nghiệp, phi nghiệp được. Chúng ta phải có ý chí mạnh mẽ để chuyển nghiệp. Mà có người đầy đủ phương tiện mà cái bị tại gì bởi. Như cô Quả Tâm, ở nhà con nghe đĩa sư đủ hết rồi. Tôi nói là nghe địa ngục giảng, sư giảng mà. Tôi giảng nhưng mà cái đĩa giảng lại, cái đĩa là địa ngục, dầu cho Đức Phật giảng. Mà quý vị thâu đĩa rồi nghe lại cũng là nghe địa ngục giảng. Ví dụ nghe cái Đức Phật mà vô đĩa, bởi vì nghe 100 lần cũng chưa ngộ được. Mà quý vị gặp Đức Phật một lần là đắc quả nhập lưu liền. Còn nghe tôi giảng một lần có thể đắc quả người trời, mà nghe cái đĩa tôi một lần lần cũng chưa đắc cái gì được hết. Cái đó là máy móc giảng, máy móc đâu có linh hồn. Cái nghe người giảng quan trọng là cái người đó có tu thiền hay không, cái định lực người đó có mạnh hay không. Thành ra chúng ta thấy quyền giác đắc quả rồi, mà gặp quyền sách thì không đắc cái gì, không có thọ ký gì cho không hết. Quyền sách đâu phải mở, là được huệ năng ấn chứng là đã hiểu Bát Nhã rồi. Nhưng mà truyền qua quyền giác truyền không được, phải gặp huệ năng rồi ông mới đặt. Ông đặt ra cái bài chứng đạo ca đó, dịch 18 thứ tiếng, nó hay tới vậy. Thì chúng ta thấy cái người mà đối thoại chúng ta mới là quan trọng nhất ở đây. Thành ra Phật mất rồi thì chúng ta cũng như là con gà mất mẹ. Bây giờ cầu Phật ra đời nữa thì Phật Di Lặc ra thì bằng Thích Ca, mà bây giờ 10.000 năm nữa mình nổi nổi không, mình sanh lại còn 100 kiếp nữa, mà biết có làm người được không? Thôi chỉ bằng mượn cái bông sen của Phật A Di Đà qua bển gặp Phật thuyết một thời pháp là chúng ta đắc quả nhập luôn. Một thời một thôi. Thì Thích Ca Di Đà cũng vậy thôi. Mà không gặp Phật đó thì 1.000 kiếp nữa chúng ta chưa có nhận được quả nhập luôn. Mẫu giáo mà không có thầy ai mà dẫn mình lên lớp 1, mặc dầu lớp 1 là ráp dần y tờ tờ y tí, nhưng mà người lớp 5 xuống dạy, người lớp 7 xuống dạy lớp 1, lớp mẫu giáo, thì mình nghe mình không có vô. Còn người lớp 10, lớp 12 xuống mẫu giáo cũng vậy thôi, nhưng mà khác. Còn ông thầy giáo mà giỏi xuống mẫu giáo thì cũng y tờ tờ y tí, nhưng mà trò nó tiếp thu liền. Nó ngu, nhưng mà ông thầy giáo dạy nó còn ngu hơn nữa. Thành ra chúng ta thấy cũng thầy giáo dạy, mà có ông dạy rất giỏi. Bác sĩ cũng ra trường một thứ nào, mà có ông trị hết bệnh, thân chủ đông nghẹt hết, phải bắt số. Có ông không có một thân chủ luôn, mà cũng bằng bác sĩ như nhau. Hơn nhau là hơn ở cái nhận thức, cái linh động của từng vị, cái thực chứng của từng vị. Nghe giáo pháp là văn thôi, còn hơn nhau ở cái tư. Mà nếu không có điều kiện làm số tư, tôi không phải hơn quý vị đâu. Nhưng mà nói đúng là tôi hơn quý vị về cái tu tập. Tôi ở không, không làm gì hết. Tôi đi bát về rồi tôi coi kinh, tôi ngồi thiền. Bây giờ tôi còn tiếp Phật tử hồi xưa là không có, sư chân lo hết. Tôi đi bát về ngồi thiền rồi tôi chiêm nghiệm. Tôi ăn nằm nó tối cái tôi ốc những cái bài ra. Mà quý vị biết cái vô thường vô ngã khác nhau làm sao, 3 năm trời tôi mới hiểu được. Có 4 chữ thôi, vô thường vô ngã. Tôi coi hết tất cả kinh. Hòa thượng Thanh Từ, Nhất Hạnh, những cái đại sư này, Thanh Từ Nhất Hạnh cũng nói một thứ thôi, tôi không đồng ý. Tôi nói một thứ thì dùng chữ vô thường, không có vô ngã. Hoặc dùng chữ vô ngã bỏ vô thường. Này Đức Phật nói vô thường vô ngã khổ đau. Rồi qua tới tiểu thừa, vô ngàn, vô thường vô ngã chân không.
Đại thừa vô thường vô ngã, vô thường là chân thường, vô ngã là chân ngã, vậy thì nó phải khác. Tại sao vậy? Tại cũng vô thường vô ngã mà tới ba cách nhìn. Cách nhìn của người trời vô thường vô ngã là khổ đau. Cách nhường của tứ thánh vô thường vô ngã là chân không. Rồi Bồ Tát vô thường là chân thường, vô ngã là chân ngã, vô thường vô ngã là tùy thuận. Như vậy là vô thường vô ngã phải khác. Mà khác là sai, mà một thứ là trật. Nó nhức cái đầu. Tôi chán nản à, tôi nói đạo Phật đó, tôi là trăn trở, tôi khổ đau. Kiếm hỏi không ai giải thích được hết. Tôi từng đi hỏi mấy vị hòa thượng mà mấy vị câu đó. Cái vị nói không thấy, không thấy giảng. Cho tới cái bài Kinh Kim Cang đó mà ông Như Xuân Hồng mới tìm ở đâu mà nói có một vị thiền sư đó mới hỏi ông Cu Ma La Thập là ta tổ dịch kinh đấy. Hỏi vậy chứ vô thường vô ngã, vô ngã có không gian, thế giới chu kỳ có không gian, còn vô thường tuyệt đối thì không có không gian, thế giới sát na. Vậy bạch tổ hỏi Cu Ma La Thập, sát na này không có không gian nhưng mà có khe hở không? Khe hở với không gian khác nhau làm sao? Không gian là khoảng cách. Tôi đi xuống Cửu Huyền thì có một cái không gian, có một cái khoảng cách mấy chục thước. Còn bây giờ nó chớp tắt thì trước đây nó liên tục. Mà liên tục này có cái khe hở, nó không có không gian, vì nó không có không gian, nó không có khoảng cách. Chớp tắt hoài. Nó liên tục như vậy cũng như là dòng dòng nước. Dòng nước nó chảy chậm thì dường như nó có cái hình rõ rệt, nó có cái tướng. Dòng nước chảy vừa vừa thì chúng ta thấy mất. Dòng nước chảy xiết thì mất luôn. Cũng như chúng ta cầm cái nhang ấy, đốt cái nhang lên thì có một cái cây nhang. Rồi bây giờ tôi lấy cái nhang này tôi quay vòng tròn thì chúng ta thấy mất cái nhang mà có cái vòng tròn thôi. Vòng tròn là gì? Là nhiều cái cây nhang, nhiều cái điểm nhang nối lại nhau. Thì chúng ta nhìn thấy cái vòng tròn mà cái nhang mất. Rồi bây giờ tôi quay thật lẹ nữa thì cái vòng tròn mất mà chỉ có một cái vùng hào quang, như cái mâm, một cái mâm hào quang. Nó chuyển biến xoay như cái hào quang của Đức Phật. Bây giờ tôi quay một cách thần tốc nữa thì không thấy quay, mà thấy một cái hào quang rực rỡ. Như vậy là một hay là bốn? Một là sai, bốn là trật. Nếu quay một cách thần tốc thì thấy cái hào quang này đứng lặng bất biến. Còn quay chậm nữa thì thấy nó đứng lặng mà nó chuyển biến. Thấy có một cái mâm lửa đang chuyển biến. Rồi quay chậm chút nữa thì thấy cái mâm lửa biến mất mà có một cái vòng tròn lửa, không còn cái mâm nữa. Còn quay thật chậm nữa, cây nhang không có cái vòng tròn. Như vậy cây nhang, vòng tròn lửa, mâm lửa với cái vùng hào quang rực rỡ, một hay là bốn? Một là sai, bốn là trật. Nội cái đó là chúng ta thấy nhức đầu. Thế giới luân hồi sinh tử chúng ta cũng vậy. Cái Phật tánh địa ngục ngạ quỷ súc sanh không có sao? Người trời không có sao? Nhập lưu nhất chẳng lai bất lai a la không có sao? Như lai không có sao? Cũng là một cái nhãn lửa đó thôi. Nhưng mà bốn cách nhìn. Nhìn cái nhang là cái nhang thì cái nhìn của địa ngục bốn đường có hình có tướng rõ rệt. Rồi khi mà cái vòng tròn lửa là bắt đầu qua người trời, rồi cái mâm lửa là bắt đầu qua nhập lưu nhất vãng lai a la hán, rồi đứng lặng bất biến hoàn toàn là cái vùng hào quang rực rỡ thì qua tới a la hán như lai. Vậy thì khác không? Vậy thì một thứ không? Chúng ta phải hiểu cái đạo Phật nó khó hiểu chỗ đó. Nhưng chúng ta đi vào chi tiết là chúng ta sẽ thấy cái khác biệt. Rồi cũng phải đi ra khỏi cái chi tiết để thấy cái giống nhau. Thì như vậy chúng ta mới không lọt vào thế giới của thần thông. Thần thông thì đang dõi tới tư tưởng, mà tư tưởng thì Bát Nhã thì bao trùm hết tất cả thần thông. Do đó chúng ta phải khổ công. Tôi nói đây là mới văn thôi.
tức là quý vị ăn cỏ thôi, thì đâu có thành gì, về ngủ khò nó mai mốt quên hết. Ba mấy cỏ này không tiêu thì ọc bỏ, nó sình bụng. Con trâu ăn cỏ mà nó không nhơi thì mai mốt nó phải ói ra để mà ăn cái cát, thì cái thân sẽ ốm o dày mòn, cũng như cái thân ốm của tôi. Phải ngồi nghiền ngẫm nhơi lại. Ngồi nhơi thì lâu ạ, ăn thì có thể 15 phút nửa tiếng, nhơi thì suốt đêm, có thể 1-2 năm cũng chưa tiêu hết. Nếu mà mình cái định lực yếu, tập trung không kỹ, không lâu, không sâu thì khó mà tiêu hóa được, không thành xương thịt máu của mình. Thành ra cái nghiền ngẫm là có quan trọng. Dân tư tu, dân là nghe, muốn nghe cho hiểu biết phải giữ giới cho kỹ. Không giữ giới kỹ mà vô đây rồi còn sát sanh trộm cắp tà dâm, một chuyện gia đình chồng con, rồi nó đi học bữa nay tiền bạc sao, thì nghe ở đây không có hiểu gì hết, nó không có vào trong ai lại ra. Mình không có tập trung ngồi đây mà cái tâm ở nhà, mà cái tâm là cái hiểu biết, đâu có hiểu biết cái gì. Về hỏi nãy sư giảng cái gì, trời ơi tôi lo mấy đứa nhỏ này mai đóng tiền trường cho nó mà không có tiền, không biết làm sao đây. Mà đi học trời mưa không biết nó về rồi nó có bị xe đụng không, ở nhà không biết có ai nấu cơm cho nó không. Tôi có nghe được cái gì đâu, tôi nghe con cái ở nhà thôi. Ông chồng tôi bữa nay ông đi nhậu cũng về ông quậy quạng nữa rồi không biết sao đây. Thôi chết rồi. Anh ta dân là khó. Muốn nghe thì phải giới lực cho kỹ. Mà giới lực cho kỹ thì gia đình phải êm ấm. Mà êm ấm gia đình là do ai? Do cha, do mẹ. Mà cha quan trọng hay mẹ quan trọng? Chúng ta phải biết mấy cái đó. Thì người nữ là quan trọng hơn hết. Tại sao vậy? Gia đình êm ấm hay không là do người mẹ. Chúng ta biết bao nhiêu bậc thánh nhân, chẳng hạn Thái tử Siddhartha, do bà Ba Sa Ba Đề. Mẹ ghẻ, mẹ là em của mẹ, của bà mẹ. Em gái, em ruột. Còn Khổng Tử cũng do bà mẹ. Mạnh Tử cũng do bà mẹ. Gandhi cũng do bà mẹ. Mạnh Tử là bà mẹ phải về nhà 3 lần ấy. Mà chúng ta thấy là 1 lần về nhà là 1 lần đốt cháy nhà. Mà bà dám thì câu chuyện giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Giải Đế, thì tất nhiên Lương Giải Đế đại diện cho Phật tử, tức là thế giới của tư tưởng, của thần thông. Bồ Đề Đạt Ma tượng trưng cho thế giới của trí tuệ, thế giới của giải thoát. Thì hai vị gặp nhau thì chúng ta biết rằng tư tưởng với trí tuệ không phải một, không phải khác. Tư tưởng là sống, trí tuệ là dòng nước. Tư tưởng là chu kỳ, mà dòng nước là sát na, đứng lặng chuyển biến. Còn tư tưởng là sao động chuyển biến, nhưng sao động chuyển biến trong cái đứng lặng chuyển biến. Đứng lặng chuyển biến nằm trong cái sao động chuyển biến. Hay nói cách khác là sống nương vào dòng nước để phát hiện. Dòng nước là cái nền tảng của sống. Thành ra Bồ Đề Đạt Ma tượng trưng cho dòng nước. Lương Võ Đế là một Phật tử thuần thành, tức là giống như quý vị đó, chỉ làm phước thôi mà không nhận được dòng nước, chỉ nhận là sống, chuyển nghiệp thôi. Thành ra nghe nói Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ qua Trung Quốc, ông mừng vô cùng, khấp khởi, đem tất cả toàn quan ra ngoài biển đón tiếp Bồ Đề Đạt Ma. Khi Bồ Đề Đạt Ma vừa Bồ Đề Đạt Ma thì cái lý nói ngài đi trên hai nhánh rau, trên lưng có vải hai chiếc dép, đi trên mặt biển. Hai chính là lướt trên mặt biển, ghé ở tại cái đền vua của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế ra tiếp đại,
Khi mà gặp Bồ Đạt Ma rồi, Ngài đặt câu hỏi liền: kính thưa Tổ, cảnh từ lên ngôi tới bây giờ cất hơn 72 cảnh chùa, hơn 72 tức là cả trăm đấy, độ hơn 3.000 tăng, như vậy tổng có trí huệ không, có công đức hay không? Công đức là trí tuệ. Thì Bồ Đạt Ma nói chẳng có công đức gì hết, đâm cái chĩa thẳng vô Luân Võ Đế. Bị cái cú đầu tiên là Luân Võ Đế chán rồi, đau, ông thọt cái vào vô trái tim mình, đâm cái ngọn vào trái tim. Ông tính là Bồ Đạt Ma khen, Bồ Đạt Ma nói thẳng không có có trí tuệ gì hết. Không trí tuệ là ngu si, thông minh nhưng mà thông minh ở trong cái vô minh. Thì Ngài nói không có công đức gì hết. Luân Võ Đế mới tức, hỏi vậy có đó là cái gì? Độ hơn 3.000 tăng, mà 3.000 tăng là ăn mặc ở bỉnh đó, 3.000 vị sư, mà cất hơn 72 cụm chùa, chùa nào tôi lấy đồ sộ mấy chục mẫu. Bồ Đạt Ma nó có công đức, không có trí tuệ gì hết. Trí tuệ tức là người ngu, thông minh nhưng mà ngu. Thì Ngài hỏi vậy cái đó là cái gì? Cái mà tôi làm phước báo là gì? Thì Bồ Đạt Ma nói cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu. Phước báo này sanh về cõi người trời đó, chứ không có làm thánh được. Nhân thiên hữu lậu, còn bị rỉ ra, còn phiền não. Thì Luân Võ Đế là một đệ tử thuần thành mà, có Chí Công Thiền Sư là thầy, là ông đó A-la-hán đắc quả rồi đó. Nhưng mà học mà ông không có, không có thực hành. Con trâu ăn cỏ mà không có nghiền ngẫm, mà không nghiền ngẫm thì không có tu. Văn tư rồi tu, còn quý vị đây giờ văn không à? Mà tới tư rồi chạy trốn, con bị tại vì bởi đủ thứ hết. Nghe pháp không nghe, mà cúng dường thì hạng nhất. Thì chỉ có nghe, chỉ có cúng, lấy cái cúng dường đó làm cái trí tuệ. Mà cúng dường đâu phải trí tuệ, đó là phước báo thôi. Thành ra Bồ Đề Ma bước thẳng vào đó. Cái này là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Rồi cái Luân Võ Đế đâu chịu thua. Chấm là một Phật tử mà, chấm hiểu trí tuệ lắm. Như vậy thì đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Cái bất tử là gì? Chấm cũng biết cái bất tử là Chí Công Thiền Sư, là một vị thiền sư giỏi nhất, là dạy là thầy của chấm. Thì có giảng về chấm về đệ nhất nghĩa thánh đế, tức là trí tuệ bất tử, cái niết bàn tịch tịnh. Thì Bồ Đạt Ma đập thêm cái nữa: quách nhiên vô thanh, không có thánh phàm mốc gì gì hết. Không có thánh, không có phàm mốc gì gì hết. Thì Luân Võ Đế kẹt bị hai mũi, mũi đâm vào tim, mũi đâm vào cái cổ họng. Tức ông nói vậy cho ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là thánh để nước nghĩa thánh đế, tôi không phải là phàm sao? Thì hỏi cái đó, Ngài nói không có thánh phàm gì hết. Vậy chứ Ngài là cái gì? Còn tôi là cái gì? Tôi không phải là phàm phu. Ngài không phải là thánh tăng sao? Thì Bồ Đạt Ma mới trả lời: không biết, không biết. Thì Luân Võ Đế chới giới. Rồi Bồ Đạt Ma nói cái gì cũng là cắt ngang họng mình không. Nghĩa là không có Bồ Đạt Ma là thánh, không có Luân Võ Đế là phàm. Nghĩa là cuộc đời này không có thánh nhân, không có Phật, không có chúng sanh, không có đau khổ gì hết. Thì Bồ Đạt Ma trời là không biết. Đó là con không biết. Mà không biết là nghĩ gì? Không biết của mình khác, mà không biết của Bồ Đạt Ma là khác. Không biết của cái Bát Nhã, còn mình không biết là không biết trơn, thằng ngáo. Còn cái không biết của Bậc Thánh là nó khác. Luân Võ Đế không hiểu được cái chữ không biết. Nó nói trời vậy đàn ông Chí Công Thiền Sư giới thiệu mình là Bậc Thánh Tăng mà không biết gì hết. Phước báo không có, thánh phàm cũng không có.
rồi hỏi về Phật pháp không biết cái gì hết. Như vậy làm sao là thánh tăng? Rồi bắt đầu nhợt nhạt, không còn tiếp đãi ân cần nữa. Thì Bồ Đạt Ma đến không phải là vì ăn, không phải là vì chức vụ, không phải là vì tiếng khen, không phải là vì tiếp đãi một cách long trọng, mà vì cái trí tuệ. Ai tiếp thu được thì ở dạy, ai tiếp thu không được thì đành ở lại. Cũng như quý vị bây giờ tôi giảng tôi cũng hy sinh thôi. Ở đây chắc chừng 30-40 người hiểu được, còn bao nhiêu phải chịu thôi. Chỉ gần 30 năm nay rồi, bây giờ bác tôi giảng từ đầu lại thì tội nghiệp cho tôi. Tôi tính nghỉ rồi đó, nhưng có số Phật tử năn nỉ giảng nữa. Nhưng mà kỳ này tôi giảng là khác à, không giống bài kinh xóa xóa lần thứ nhất, không giống lần thứ nhì, cũng không giống lần thứ ba, mà nó là tất cả, nó không giống cái gì hết mà nó giống tất cả. Mình đi qua mấy cái này hết thì chúng ta trở lại mẫu giáo bài kinh xóa xóa. Cái này là cái giáo đầu của bài kinh xóa xóa. Như vậy kỳ tới hay ngay bây giờ phải ghi trả cho tôi cái ý nghĩa của Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma. Tôi đọc lại: Lương Võ Đế gặp Bồ Đề Đạt Ma thì khoe liền: Cẩm là cất hơn 72 cảnh chùa, bầu hơn 3.000 tăng. Như vậy có công đức tức là trí tuệ gì không? Đạo Phật lấy trí tuệ làm gốc, mà ông lấy cái độ tăng và cất chùa làm phước báo là trí tuệ. Nếu không có trí tuệ làm sao mà cảm dám hy sinh vàng bạc của cải trong kho để mà cất chùa cho tăng độ hơn 3.000 tăng tu tập. Nếu con người không trí tuệ đâu làm cái đó, bỏng xẻng. Thì Bồ Đạt Ma nó không có trí tuệ gì hết. Không trí tuệ là đồng thời với vô minh. Thì Lương Võ Đế đâu có chịu. Hỏi vậy chứ có đó là cái gì? Nếu Ngài nói là không có trí tuệ thì cái đó là cái gì? Thì Bồ Đạt Ma nói cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu. Có hưởng là có hết. Cũng như quý vị giờ đi làm phước quỷ lậu bố thí tùm lum hết. Có người cúng một cái 1 tấn gạo rồi muốn đứng sổ đầu tiên, đâu có trí tuệ gì, làm gì cái danh. Có người bạch sư là bây giờ sư cho cái hào quang Đức Phật Thích Ca đi, con cúng hết 1 bình con đủ rồi. Phải trí tuệ không? Và ai hỏi cái hào quang này của tôi vậy? Thì có nhiều người kính chất cái cốc của tôi, cũng cốc cái tịnh xá, cái gì cử quyền. Chứ cho con cốc đi, 1 mình con thôi. Với con cái gia đình khỏi ai vô hết. Trí tuệ không? Cái tịnh xá này, cái cử quyền này của tôi à, với con tôi. Cái gì cũng tôi hết. Tán là một tay thì nổi sân. Phước báo, dĩ nhiên là có phước báo. Có phước báo thì có tai họa. Phước báo là gì? Là ngày, tai họa là đêm. Hết ngày tới đêm sống trong thế giới tương đối này thì chết. Cầu sanh phước sau được quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Mà Thái tử Địa Sĩ Đạt Ta không chấp nhận cõi trời, mới bắt đầu có đạo Phật. Mà khi ra đạo Phật rồi Ngài tính chết rút lui. Chúng sanh không có hiểu đạo Phật nổi đâu. Nó cứ chấp cái phước báo không à. Nếu mình bác nó giận nó không tu nữa. Mà tới đây mà tôi mà nói ông phước báo người nữa, ông Chúa Khang ông ác lắm. Ông bác cái phước báo của mình. Làm phước bố thí cúng dường này kia ông không chịu. Tôi không phải không chịu, tôi rất thích cái đó. Nhưng mà làm cái đó bằng cái bàn đạp để qua trí tuệ. Người thông minh sáng suốt là ít nhất phải nhị thiền, khỏi cần niệm Phật. Trong ai lại gia có tiếng niệm Phật tràn ra, tống vô nó tràn ra, tống vô nhất niệm thân an tâm hỷ. Bây giờ mới bắt đầu thấy cái này lẫn quẩn, chứ có đó ngừng đó là hưởng ở đó. Rồi qua tam thiền thân lạc tâm lạc.
mất thân luôn, chìm đắm trong cái lạc thọ lâu dài, khoái quá cái chìm trong đó hoài, chết. Cái này là hữu lậu, nghĩa là hết phước rồi thì cũng mất thôi. Rồi qua tới tứ thiền thì không còn cảm giác, không còn đoàn thực nữa, sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ dứt một bên. Bây giờ bỏ cái đó rồi, hưởng hỷ lạc của cõi xúc thực, phải bỏ luôn nữa. Cái này là tôi ngán đó, mà đó tôi dò cái này là coi kinh Đức Phật nói con cũng còn dính mắc, bỏ luôn. Bây giờ sống thế giới tư tưởng mười giới, không tiền không bạc không nhà không cửa gì hết, ngon rồi. Ngài nói con còn tư tưởng, tư tưởng không dính mắc, mà tư tưởng không dính mắc vẫn là dính mắc, dính mắc vào cái tư tưởng không dính mắc. Trời đất, đạo Phật gì mà bác tới cuối cùng. Tôi nghĩ rằng tôi không có sắc, không dính mắc bằng sắc thân bên ngoài, không dính mắc sắc thân bên trong, không ăn ăn bằng ăn uống ngủ nghỉ sắc tài danh lợi thì cao quá rồi. Bây giờ con ăn mà cái hỷ lạc thì Ngài nói hỷ lạc là cúng kẹt dính mắc. Rồi bây giờ bỏ cái hỷ lạc, bỏ thân bên trong nữa, con ngồi con tưởng tượng cảnh giới, tưởng tượng A-la-hán hiện tại Như Lai, rồi con nhập vào trong đó thì tức là con không dính mắc. Nhưng mà cái tư tưởng không dính mắc vẫn là tư tưởng dính mắc vào cái tư tưởng không dính mắc. Cái này ở ngoài đời ngán á, bên Âu Châu người ta rất sợ cái Phật pháp dính mắc vào cái tư tưởng không dính mắc. Tư tưởng không dính mắc vẫn là dính mắc. Tôi nghĩ về Niết Bàn, mà nếu có nghĩ về Niết Bàn, Niết Bàn này thuộc về ý nghĩ chứ đâu phải Niết Bàn thiệt. Niết Bàn thiệt là phi tư tưởng, không thể diễn tả được. Thành ra cái ông Huệ Năng với Quyền Giác cũng bị cái chỗ này. Nhưng mà Huệ Năng gài Quyền Giác, Quyền Giác thoát ra liền. Ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Vô sanh mà còn có tư tưởng vô sanh thì cái này vô sanh trở thành tư tưởng, đâu còn vô sanh nữa, cái này là sinh tử. Chúng ta thấy là cái chữ nó độc đáo. Mà muốn thoát chữ là phải làm sao? Thì chỉ có chữ mới thoát chữ được. Gậy ông đập lưng ông. Thì cái này ở ngoài ta không biết, nứt là mấy bác sĩ chứ nói chuyện ba phải. Ông anh tôi à, ba phải. Còn có vị hòa thượng thì nói sư chơi chữ cho người ta mê. Phải mà không phải mà vẫn phải dài dài. Sướng không? Nói gì mà ngộ quá vậy. Thấy mà không thấy, không thấy mà là thấy tất cả. Giờ giảng sao bây giờ? Mà chính cái này là cái cốt tủy của đạo Phật. Chúng ta coi cái quyển cốt tủy của Suzuki Trúc Tiên cũng dịch. Đọc vô có nhiều dịch nghe sống, nhưng mà đọc mười mấy hai ba chục lần thì chúng ta thấy đạo Phật nó phải là vậy. Nếu không bỏ câu thông thì là kẹt. Cái xác thân hồi 4 tuổi, xác thân bây giờ, một là sai, hai là trật. Không phải một, không phải hai, mà cũng vẫn là một, vẫn là hai. Không chơi chữ mà giải thích làm sao? Ngoài cách đó ra không có giải thích cái nào được, còn im lặng thôi. Thành ra thời Đức Phật có những câu hỏi ngoại đạo mà cái trình độ không tiếp thu được. Ngài mỉm cười nín thinh, hỏi lần thứ hai, thứ ba rồi tức giận bỏ đi. Rồi A Nan hỏi sao Đức Thế Tôn không giải thích, cái trình độ nó làm sao tiếp thu được. Mẫu giáo mà đi hỏi bài vở lớp 12, trời đất ơi, ở đó ngồi mà giảng cho nó. Chỉ còn cái im lặng mỉm cười thôi, cười nhủ thôi. Còn người nào mà giảng được, Ngài vẫn giảng. Nhưng giảng bằng cách không giảng gì hết, không giảng gì hết mà vẫn giảng dài dài. Cái đó là cái độc đáo của đạo Phật. Thôi bây giờ trở lại, mời quý vị trả bài cho tôi, nghe không? Là Lương Võ Đế nghe thiền sư Chí Công nói có Bồ Tát từ bên Trung Ấn Độ qua thăm Ngài. Ông tiếp đón một cách long trọng, tiếp đón như tiếp đón Phật vậy đó.
ông nghĩ đó là Phật mà. Vì Chí Công Thiền Sư nói thì trước tiên phải khoe cái trí tuệ mình, mà trí tuệ với tư tưởng ông tưởng là một, nhưng lại là trí thức. Ông nói từ ngày Cẩm lên ngôi đã Cẩm cất hơn 72 kiển chùa, đựng hơn 3.000 tăng. Như vậy Cẩm có trí tuệ không? Có công đức hay không? Nó dùng chữ công đức tức là trí tuệ chứ không phải phước đức. Thì mà Đạt Ma nó không có trí tuệ gì hết. Còn trí tuệ là tương đương với vô minh, là ngu si, luôn võ đế tức. Vậy cái đó là cái gì? Nếu mà không phải là con người mà trí tuệ, làm sao mà tốn tiền ra độ 3.000 tăng và cất 72 cảnh chùa? Chùa nào chùa nấy cả mấy trăm mấy ngàn tăng. Thì Bồ Đề Ma nó có đó, phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Như vậy là nghĩa làm sao? Quý vị phải giải thích. Thì Lương Võ Đế mới chứng tỏ mình là một Phật tử thuần thành, giống như Phật tử Ngọc Vân. Cô không biết giáo pháp quá rồi. Vậy đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Cái bất tử là gì? Hỏi vừa đọc mà ngài có biết có bất tử? Con biết có bất tử mà. Nghe ông sư ông giảng hoài cái niết bàn tịch tịnh, từ A lại gia thích mà lên cấp nữa tới phi không gian phi thời gian, đó là niết bàn tịch tịnh. Có vậy phải không ngài tổ? Đệ nhất nghĩa thánh đế phải vậy không? Thì ngài nói vách nhiên vô thánh, rỗng rang không có phàm thánh mốc gì hết. Chết chưa? Bao nhiêu cái học hỏi mình với ông sư phụ sư can này không xài được cái gì hết, đưa ra bao nhiêu bị quết hết. Vách nhiên vô thánh, rỗng rang không có thánh, không có phàm. Thì Phật tử lanh mép chứ phải vừa. Đây là nghe gió pháp nhiều rồi. Ở đây hỏi thử mấy ông mấy cô đều coi lanh dữ lắm. Vậy chứ ai đứng trước mặt Trẫm đây? Không phải ngài là thánh, tôi là phàm sao? Tôi học giáo pháp thì ngài là ông sư phụ tôi nói ngài là thánh, ngài từ Ấn Độ qua đây, nhưng ngài không phải là thánh, tôi không phải là phàm thôi. Thì Bồ Đạt Ma trả lời một câu: không biết, tôi không biết gì hết. Mà tổ mà dám nói không biết, vậy thì bao nhiêu công phu của ngài tu hành để cái gì? Cõi này không có thánh, không có phàm gì hết. Thế là chấm dứt câu chuyện. Tới đây thì Bồ Đạt Ma biết rằng ông vua này không thể tiếp thu được cái Bát Nhã. Ông vua này chỉ làm phước báo giống như Phật tử Ngọc Vân thôi, chứ không có cái trí tuệ. Có văn cả đống mà không có tư, không có nghiền ngẫm. Con làm ăn cực khổ, ngày đêm con có thì giờ đâu mà ngồi thiền, mà sư giảng con có thuộc đâu mà ọc ra để mà nhơi nó lại. Thôi, cũng như cái cô gì đó, cô Liên Yến, là sư cô tương lai đấy. Ở trên Vĩnh Long thì sư cô lớn nhất đó là Yến Liên, còn đây tôi đặt là Liên Yến. Đâu qua đó lợi. Ôi con chỉ niệm Phật giảng sanh thôi sư ơi, con không có nghe pháp nữa, nó khó quá. Cô hỏi không nghe pháp mà cô lấy cái gì niệm Phật? Pháp không cần, miễn con niệm Phật cho đều đặn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài thì Phật rước con thôi. Rước không? Cô niệm Phật bằng cái gì? Phải lấy miệng niệm Phật không? Cô biết rồi, nó con không có lấy miệng miệng mà con niệm bằng tâm. Tâm cô ở đâu? Bây giờ cô đứng đây tâm ở đâu? Tâm ở trên đầu, tôi cái đầu tôi chặt cái đầu, cái tâm nó đi đâu? Nãy cái đầu mất là cái tâm mất. Khỏi cô lệ đó. Tâm nó ở đầu thì nó ở cái ngực. Tôi nói cô chết đi, cái ngực cô mất nữa thì cái tâm nó đi đâu? Chết chưa? Vì lấy cái gì niệm Phật? Cô nói lấy tư tưởng, nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Tư tưởng ở đâu? Khi nào mới có tư tưởng? Không học giáo pháp giống như với bà già trầu. Tôi về ở miền sâu miền xa tôi cũng bị cái đó, mà tôi phải ráng lội xuống dưới 400-500 người để nghe pháp.
Tôi hỏi mấy bà chứ bà niệm Phật bằng cái gì? Nó con miệng bằng niệm bằng miệng chứ. Tôi nói không có miệng niệm Phật được không? Nó nói trời không có miệng làm sao niệm Phật chứ. Chết chưa? Vì lẽ đó mà tôi phải lội xuống dưới đó. Bây giờ tôi bệnh quá rồi không đi. Chứ mấy năm trước tôi giảng mười mấy chùa. Cô Dung ạ, à, cô giỏi gì mấy cái chùa. Tỉnh ở Ngọc Dân không có tốn các bạc nào hết. Đúng ra người ta giảng là có ba thơ, tôi không có nhận. Tôi phải bao xe tôi xuống bao về là Phật tử lo hết. Cô Tấn, cô Liên Yến, cô gì Hồng Ngã gì lo hết. Mà lại còn được thêm tiền nữa. Tôi đi rồi có một số Việt Kiều về đó, nó cúng tiền cho chùa. Đã không tốn tiền ba thơ, không tốn tiền xe mà lại được thêm tiền. Ở đâu cũng khoái hết. Nhưng mà tôi đến không phải vì vấn đề đó. Tôi đến là muốn cho tất cả đều về cõi cực lạc của Phật Di Đà. Mà cái gì về đó? Cái này là cái chết của Phật tử. Cái thân này có về không? Thân không về. Cái tâm về, tâm ở đâu? Nó ra làm sao? Khi nào cái tâm mới phát hiện? Không biết. Cái đó là cái chánh, cái vấn đề mà tôi lội xuống dưới đó là coi chỗ đó. Còn quý Phật tử cũng vậy. Chết rồi còn cái gì? Nó kỳ đó là tôi dí tới cô Hạnh. Cô trả lời được. Cũng hay. Tôi kỳ này hơi phục cổ là. Chứ hồi trước là cô không có chịu học giáo pháp. Thì cô biết là chết rồi còn lại có mặt na là cái nghiệp với cái A-lại-da. Tôi hỏi nghiệp ở đâu? Thì cô nói nó ẩn ở trong A-lại-da dưới hình hình thức năng lực. Cái này cô hiểu khá rồi. Tôi muốn dí tới nữa đó. Chứ tôi đi dí là tí tới nữa. Chưa đâu, tôi chưa đi sâu đâu. Mình ngồi phải nghiền ngẫm mấy cái đó. Mấy năm nay là cô khá đó. Tôi thấy Phật tử giờ ở đây khá. Có thể ba mươi mấy người có thể tiếp thu được Bát Nhã. Vì lẽ đó mà tôi cũng phải gán cho Nhật tôi giảng cho tôi tính nghĩ rồi. Tôi già rồi thấp vô là thiêu rồi. Thì bây giờ ba mấy người nghe Bát Nhã. Nếu mà qua Bát Nhã thì quý vị khỏe tôi an tâm. Có ban hộ niệm cũng được, không cũng được. Mà có hộ niệm thì quý vị đọt tới trung phẩm mà thượng sanh, bậc trung sanh. Còn mà chưa qua Bát Nhã thì quý vị phải nhờ ban hộ niệm mà không khéo là không giảng sanh. Cái đó là cái đau lòng của tôi. Thành ra đây tôi lập ra hai cái. Một là ban hộ niệm, hai là quán cơm gạo lứt. Quán cơm gạo lứt là lo cái thân, cơm từ thiện là lo cái tâm. Cái gì thời buổi này nhức mỏi dữ lắm. Chính tôi vậy đó mà tôi ăn kiêng mà nó cũng nhức đau đớn. Thức dậy là tay chân mình mấy nó ê ẩm hết. Giảng pháp gì tối nay về, sáng thức dậy mới biết. Tôi nhờ có ông đệ tử giỏi. Ông mát tay, ông điểm huyệt rồi ông nước thuốc rượu, ông toa. Thuốc rượu thật là hay. Tôi là 4 năm thứ thuốc rượu, tới cái thuốc này tôi mới thấy nó hay. Mà tôi tứ sự hoài, tôi nói thôi giờ xin thuốc rượu đi cho Phật tử người ít thời buổi là người nào cũng nhất hết đó. Rồi mới in ra cái cuốn Master nữa, ai về xuyên rồi coi đó Master thì nó khỏe. Thôi bây giờ chúng ta trở lại, bây giờ quý vị trả bài cho tôi về cái câu hỏi giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Lương Võ Đế tượng trưng cho quý vị, Bồ Đề Đạt Ma tượng trưng cho Bát Nhã Thánh Nhân. Thì quý vị đối đáp sao mà Bồ Đề Đạt Ma chấp nhận đó, ở lại thì tốt, còn không Bồ Đề Đạt Ma đi về Ấn Độ. Cuối cùng Bồ Đề Đạt Ma đi gặp Thần Quang. Thần Quang tức là những người tu như tôi, mấy người xuất gia khác hơn Lương Võ Đế. Thần Quang ban đầu cũng không tiếp thu được. Lương Bồ Đề Đạt Ma phải bỏ đi vô núi Tung Sơn. Cái này là cái lý không á. Núi Tung Sơn, rừng Thiếu Lâm, Thiếu Lâm tự, ngồi dây mặt vào vách 9 năm trời. Thì Thần Quang là mấy thầy tu. Thần là cái linh hồn của mình, quang là sáng suốt, những người có trí tuệ. Trí tuệ ba mứa thôi. Còn Lương Võ Đế, Lương là hiền lành, Võ là vũ phu, Đế là chắc thật.
con người gặp Phật thì tu, gặp ma thì đánh, đó là quý vị. Gặp quý sư thì kính lại tới cùng, mà gặp tụi chị kem ma tí tụi mà ấy rồi là chơi ạ, chơi thẳng. Lương võ đế, võ là vũ phu, lương là lương thiện, đế là cái nền tảng tứ diệu đế. Còn thần quan là cái thần, cái hiểu biết sáng suốt, thì mấy thần quan mới có thể tiếp thu được Phật pháp thôi. Tức là người phải có thời gian ngồi thiền, nằm ăn nằm với nó, thì cái suy gẫm vào Phật pháp, cái đó là phải có thời giờ rảnh rỗi. Trong cái yên lặng thì nó trả lời hết những cái khó khăn vô sư trí. Tôi cũng nhờ cái đó tôi trăn trở mấy 40 mấy năm tôi đau khổ với Phật pháp, không ai giải thích được hết. Những câu hỏi tôi là những câu hỏi chết không, phải có nghiền ngẫm mới trả lời được. Mà thời giờ buổi này có ông sư nào, ông thầy nào mà đủ thì giờ ở không đâu. Do các chùa lo Phật tử, lo ăn mặc ở bệnh, lo xe Honda, lo xe hơi, có đủ thứ hết. Mà lo mình thì không lo. Mà đạo Phật đó là sống đời sống đơn giản. Đức Phật thường đề trong cái kinh đó là thiểu dục tri túc. Con người phải ít muốn, biết đủ, không xài cái gì hết. Ăn thì phải đi xin ăn, ngủ thì dưới gốc cây. Còn nếu có Phật tử cất cái liều lá đơn sơ, cất quàng lá thôi. Mỗi ngày, mỗi người xuất gia có 2 bộ y thôi, mà thấy bộ mới, bộ cũ nữa. Đi đâu thì mang cái bát với cái y. Xuất gia chánh giáo không rời bát, lãnh tục chân truyền khá đắp y. Y là y theo Phật, không có mặc quần áo nữa, không có leo trèo, không có lái xe, không có tiền bạc, không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Thì có cái cô gì cô đến đi xuất gia, cô hỏi tôi làm sao biết thầy nào là chân tu. Tôi đưa cái giới lực, giới tới 10 cô nói giờ kiếm hết thế giới giờ không có nữa sư ơi. Ai mà không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức rồi làm sao mà sống. Tôi nói thì bây giờ đạo Phật không còn nữa, nếu có là đạo người trời thôi. Kiếm một người mà không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức, điện thoại di động là của quý, nếu ngồi dưới gốc cây mà tu rồi ăn cướp ăn trộm nó lại nó lấy mất. Còn cái bát ai mà thèm, cái nồi đất mất thì kiếm cái nồi khác đốt lại. Cái bộ y mặc là giá 30, 40, 100 giá thì ai mà lấy làm cái gì. Có một bộ y dư nữa thôi, mà bộ đó bộ cũ, có thế thôi. Tôi bây giờ cũng chưa xứng đáng nha, không xứng đáng là nhà sư. Mấy chục năm trước tôi về hành đạo thì tôi xứng đáng. Bây giờ tỉnh xá tôi đủ thứ hết, tôi ngon lắm, mà Phật tử lại cưng nữa. Thì tôi nói vậy thôi, bây giờ tôi lập lại, Phật tử trả bài cho tôi. Giữa cái ý kiến của Bồ Đạt Ma và Lương Diệu Đế, nói với cái lên cái gì? Tại sao cất 72 cảnh chùa độ hơn 3.000 tăng mà không có trí tuệ? Vậy trí tuệ với tư tưởng khác nhau làm sao? Rồi cuối cùng Lương Võ Đế mới hỏi, vậy cái đó là cái gì? Thì cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Vậy thì cái trí tuệ là không hưởng. Mà không hưởng là cái gì? Đức Phật có ăn mặc ở bệnh, có tiêu tiểu, có bệnh hoạn không? Ngài cũng ăn với mình, đồ chay đồ ngon ngài cũng phải ăn, cũng biết ngon vậy. Mà tại sao nói là cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu? Ngài cũng ăn, tôi cũng ăn, mà tại sao ngài là vô lậu mà tôi là hữu lậu? Cái đó mình phải giải thích. Rồi luôn dễ đế nói, vậy thì cái bất tử là cái gì? Học thì ông sư ông giảng tôi nghe cái bất tử. Nếu ông cho thí dụ là đàng hoàng đi, biết đi thì cái thân đi, cái thân chết mà cái biết không chết, thì cái đó là bất tử.
Mà tại sao Ngài nó không có bất tử? Tôi cũng biết cái đó. Thì Ngài nói mà rõ ràng không có gì là bất tử hết. Chết chưa? Quách nhiên vô thánh, không có niết bàn thì mất gì hết đó. Niết bàn là dốc. Chết chưa? Thánh nhân là dốc, dối gạt. Làm gì có thánh có phàm? Cái đó mình giải thích thì sao? Chẳng lẽ không có thánh sao? Rồi lưu dỗ đấy mới tức. Không thánh phàm gì chứ ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là thánh, tôi không, trẫm không phải là phàm sao? Cái câu này là khó khăn. Rồi Đạt Ma trả lời thêm một câu nữa. Không biết, tôi không biết gì hết. Chứ không biết cái này nghĩa làm sao? Không lẽ Bồ Đạt Ma khùng sao? Không biết gì hết, bậc thánh nhân là không biết gì hết. Tại sao vậy? Thì giữa tư tưởng và bát nhã làm sao mà nhận được? Thôi, tới đây là hết của tôi. Bây giờ tới Phật tử. Thôi, nêu được rồi, giờ hết giờ rồi. Để tôi tóm lại. Rồi quý vị về nghiền ngẫm, gối đầu giường. Chủ nhật tới chúng ta trả lại nữa. Cái này có thể quý vị gặp tôi chắc cũng 9-10 tuần lễ nữa. Thì chúng ta mới giải quyết xong cái này. Rồi chúng ta mới bắt đầu qua bài kinh 66. Đi trở về mẫu giáo. Tôi thấy là đi qua bát nhã quý vị tùm lum quá. Thì tôi lặp lại là giữa câu hỏi của Bồ Đạt Ma là Dương Võ Đế. Thì nếu chúng ta trả lời theo cái tư tưởng là chúng ta bế tắc. Chỉ có trả lời theo cái bát nhã. Mà bát nhã thì phải có tư tưởng, mà là biết rõ những cái chi tiết, những cái mấu chốt, những cái hốc búa, những cái ngóc ngách của tư tưởng, thì chúng ta trả lời êm xuôi. Còn không là vẫn kẹt. Thành ra đòi hỏi quý vị phải ăn nằm với nó, tức là phải có thiền định. Thì trong lặng lẽ đó, quý vị sẽ thấy một cách sáng tỏ. Mà sáng tỏ thì trình bày nó rõ ràng. Còn không ngồi thiền, không suy gẫm, thì quý vị trả lời dầu gì cũng là trật thôi. Càng trả lời càng bế tắc, càng giải quyết vấn đề càng xanh xúa thêm nhiều vấn đề. Chỉ có khi nào thấy rõ nó thì trả lời cách nào cũng đúng hết. Mà không thấy rõ thì trả lời cách nào cũng sai hết. Đó là cái đau khổ của thế giới bây giờ. Thế giới bây giờ, thế giới đang chiến tranh, đang sợ chết, đang tận thế. Mà Liên Hiệp Quốc cố giải quyết vấn đề tận thế này, giải quyết vấn đề chiến tranh nguyên tử, càng giải quyết chừng nào thì càng tạo lập thêm cái nền tảng của chiến tranh chừng nấy. Đó là cái vấn đề của Phật tử hôm nay, của tất cả mọi người chúng ta. Thì tôi muốn thử lại coi quý vị làm sao. Thì chỉ khi nào quý vị ngồi thiền trong lặng lẽ, trong yên lặng, quý vị thấy được cái diễn biến, cái hóc búa của tư tưởng, cái ngóc ngách, cái sở trá của tư tưởng, cái đặt vấn đề. Quý vị không nắm được cái đó thì quý vị cứ trả lời hoài là vấn đề, chồng thêm vấn đề, thì cuối cùng đi bế bế tắc. Thành ra tôi thường giảng là tôi giảng quý vị phải ăn nằm với nó, tức là phải có thì giờ thiền định. Mà muốn thiền định thì A Lại Gia phải đầy nhóc tất cả chủng tử thiện ác. Mà chủng tử thiện là cái xiềng vàng, chủng tử ác là cái xiềng sắt. Không thể mà lấy chủng tử thiện mà đè chủng tử ác được. Thì hai cái chủng tử, cái xiềng vàng chồng lên cái xiềng sắt thì nó càng bế tắc thêm.
Nhưng mà khi thấy rõ nó rồi thì chúng ta không dính mắc nó nữa. Mà thấy rõ bằng cái gì? Phải bằng cái thiền định. Chứ ngoài ra không ai làm cho mình thấy rõ được hết. Thành ra khi ngồi thiền, để cái tâm như thế nào là vấn đề quan trọng. Cái tâm phải ọc ra tất cả các bài học của mình. Thành ra tôi thường bắt trả bài là cái chỗ đó. Quý vị trả bài là quý vị phải có chủng tử. Không chủng tử lấy cái gì trả bài cho tôi? Quý vị thấy tôi khó, nhưng mà tôi vẫn làm. Quý vị thấy không được thì cứ rút lui. Bởi vì vấn đề sanh tử là mỗi người phải chịu trách nhiệm lấy cho mình, không phải của tôi. Thành ra nhiều lúc tôi nói hơi thẳng, hơi đau quý vị. Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn nói. Thì cái đó là vấn đề của quý vị. Tôi phải nói thẳng ra hết những cái hốc búa, những cái ngốc nghếch, những cái xảo trá, những cái lý lắc léo của quý vị. Tôi móc ra hết. Chừng nào quý vị chịu ngồi thiền thì quý vị phải sắp xếp thời giờ. Một đêm một thời cũng được. Tập từ nửa tiếng, một tiếng, rồi ít nhất cũng phải hai tiếng. Mà phải cho liên tục. Mà ngồi thiền để cái tâm như thế nào? Phải có giáo pháp. Mà muốn nghe giáo pháp ở đây thì phải giữ giới cho kỹ. Ngồi đây mà cái tâm còn nghĩ tới vợ con, tiền bạc ở nhà thì không nghe nổi. Mà ọc ra thì có chủng tử lọt trong ai lại ra đâu mà ọc ra. Có ăn cỏ thì ọc ra mới có cỏ mà nhớ. Thành ra nó khó. Mà tôi biết bao lâu tôi nghĩ là tôi tính không giảng nữa. Nhưng có một số Phật tử, đạo dân tòa, Phật tử đang đợi sư, muốn sư giảng lại. Tôi nói kỳ này giảng lại là khác rồi ạ. Tôi sẽ móc ra hết trơn những cái hốc búa, những cái ngóc ngách tư tưởng, và bắt quý vị phải nghiền ngẫm nó. Mà thời buổi này có thì giờ nghiền ngẫm không? Thì giờ thì vẫn có. Nhưng mà đừng có bị tại gì bởi. Quý vị cứ chối và bị tại gì bởi. Ai mà không có mà vấn đề, ai mà không có hoàn cảnh. Hoàn cảnh bây giờ mới bế tắc nhất, mà hoàn cảnh bây giờ mới thuận tiện nhất. Mà chứng cái hưởng thụ đầy đủ làm cho mình tê liệt, cho mình què quặt. Còn mình biết cái hưởng thụ bây giờ thì thời giờ rất là nhiều. Ví dụ bớt đi cái ăn mặc ở bệnh, sống một cách giản dị, giày dép son phấn quần áo ăn phải bớt đi, tức là ít nhất cũng thọ năm giới. Rồi quý vị qua tới cõi trời sơ thiền nhị thiền thì mấy tất cả những cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ phải đè nó xuống. Làm được không? Rất khó. Nhưng mà khó không phải là không làm được. Nó khó ý chí mình cao hơn. Nó khó như cái núi cao, ý chí mình cao hơn núi. Nó khó như cái biển rộng, ý chí mình phải rộng hơn biển. Thì cái đó là đòi hỏi quý vị, đòi ở cái ý thức, cái mặt na của quý vị. Mặt na phải tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu để thắng tất cả những cái mê hồn trận, những cái quyến rũ của cuộc đời bây giờ. Thì ai mà ý chí mạnh thì người đó là có thể vượt lên cõi cao. Nhưng mà cuối cùng ý chí trở ngại con đường giải thoát. Cái này là cái đau khổ nữa. Tôi đau khổ gì nó. Người không chí như thiền không lái, như ngựa không cương. Có ý chí thì mới vượt hết tất cả. Tập trung kỹ mạnh lâu sâu sẽ làm được tất cả. Sót. Nhưng mà làm Phật thì không được. Ý chí là gì? Là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, phước, tội dồi dào. Tôi phước báo rất nhiều. Kinh nghiệm kiến thức tôi rất nhiều. 3, 4, 5, 6 bằng cấp tôi là tiến sĩ Phật khoa, tiến sĩ ngoài đời. Cho chó ăn không xài được, chướng ngại con đường giải thoát. Cái này đạo Phật kêu là sở tri chướng. Nó là cái chi mạc vô minh. Những cái chủng tử nhẹ di tế nằm trong ai lại gia dưới hình thức năng lực. Mà khi sao động thì nó biến thành chủng tử, thành mặt na, tức là hư không vô biên.
Nó giống như là Bát Nhã, thành ra trong di thức kêu nó là tợ hiện lượng trực giác, nhưng mà giống trực giác chứ không phải trực giác. Thì cái cảnh nó không phải là cảnh tránh cảnh, là cảnh thật sự có Phật tánh, mà là chân đối chất. Đối chất là giai mượn rồi, nhưng mà giai mượn một cách chân thật. Chân thật là sao? Chưa có cải sửa gì hết, nó không có thời gian, nhưng mà lại sao động thì có không gian. Mà không gian là gì? Chưa có hình tướng. Không gian với thời gian tuyệt đối giống hệt, nhưng mà không gian thì có điều kiện. Nhưng mà điều kiện gì? Bao la. Khi mà nó chịu dừng lại thì nó thành thời gian tuyệt đối. Mạt na mà dừng sao động thì thành a lại da, vô lượng vô biên. Mà khi có vào chút xíu sao động thì thành ra mạt na, có không gian. Mà quý vị có bao giờ thấy không gian đâu? Nó quá rộng, nhưng mà vẫn có giới hạn. Thành khoa học bây giờ công nhận không gian là vật lý chứ không phải là tâm lý. Cái đó là Phật giáo đã nói từ lâu rồi. Cái nguyên nhân của tam giới là do không gian: đất, nước, lửa, gió, hư không. Không có hư không là đất, nước, lửa, gió không có gì hết. Tất cả cái quả địa cầu này, hiện tượng giới không có. Cái xác thân này đất, nước, lửa, gió tạo thành. Cái nhà này cũng đất, nước, lửa, gió, tất cả đều đất, nước, lửa, gió tạo thành. Mà tạo ở đâu? Nằm trong không gian. Thiếu không gian một sát na thôi thì toàn thể quả địa cầu, vô lượng quả địa cầu tiêu tan hết. Mà không gian là rộng chứ đâu phải chớ. Nhưng mà nó dùng một cái rộng này lợi thì nó thành chơn. Mà không phải chơn nữa, mà là chơn rộng hòa hợp. Thì quý vị phải nghiền ngẫm cho kỹ. Cái này đòi hỏi quý vị thôi, chứ tôi không làm, tôi chỉ là đưa cái điều kiện thôi. Tôi chỉ là gợi lại cho quý vị, tôi chọc tức quý vị để quý vị nghiền ngẫm lấy. Không ai chỉ dạy mình cái này, nhưng không thầy tự ngộ. Thành ra tôi nói là cái pháp tôi khó hiểu. Thành ra tôi không muốn giảng nữa, tôi muốn nghỉ rồi. Tôi biết là giảng nữa thì cũng không ích lợi, quý vị đâu có thời giờ mà nghiền ngẫm. Nhất là thời buổi này vật chất lên ngút trời, ai mà rảnh rãnh thì rỗi rảnh vô cùng, ai mà bận rộn thì bận rộn vô cùng. Vì phương tiện quá nhiều, vật chất quá đầy đủ. Tôi dùng chữ quá đầy đủ, quý vị nên nhớ, thiếu vật chất không thể tu được. Mấy người nghèo đâu thể vô đây nghe pháp, chải ăn từng bữa tốt mà thôi. Còn vật chất quá sung túc thì lo hưởng thụ, thì do đó mà ngồi thiền. Mấy người giàu là không thể tu, mấy người nghèo quá cũng không thể tu, chỉ người trung bình thôi. Mà người giàu thì tu mau đắc quả, nhưng mà tu phải giữ giới. Trời ơi, không ngồi ghế cao nằm giường rộng, không nghe sao mất múa, không trang điểm phấn son thì tôi giàu để làm cái gì? Giàu mà nếu mặc đồ bố bố, giàu mà không được trang điểm phấn son gì hết, giàu mà không được ngồi ghế cao nằm nệm mút thì giàu để làm cái gì? Mà có mấy cái đó thì làm sao mà nghiền ngẫm. Ví phỏng một phen sương thấm lạnh thì hoa mai đâu dễ nở mùi thơm. Phải trời sương trăng lạnh đêm tầm thì ai soi bóng lạnh bên đầm nước trong. Phải chìm sâu vào thiền định, một tiếng hai tiếng mới là tạm tạm thôi, còn phải đi tới 9-10 tiếng, 7-8 ngày, 7-8 tháng. Thời buổi này làm sao làm được? Thì chừng đó mới là hiểu Phật pháp, mới chịu trăn trở, mới trực nhận được cái bất tử. Thì tất cả những câu hỏi của tôi trả lời dễ ợt thôi, còn không là không thể trả lời được. Càng suy nghĩ là càng sai, một phút nghĩ suy là mấy 3000 dặm. Thành ra quý vị muốn trả lời những câu hỏi của tôi, xin quý vị về phải xếp thời giờ ngồi thiền. Thì trong yên lặng quý vị sẽ thấy hết tất cả những câu hỏi đó. Quý vị chỉ nắm cái bất tử thôi là mấy câu hỏi này tỏ ra hết. Chứ đừng mong là thế giới Liên Hợp Quốc mà đem lại hòa bình cho quả địa cầu, chỉ đem chiến tranh thêm chứ không có hòa bình. Tôi dám nói thẳng vậy. Thì thôi, tôi xin thưa bao nhiêu đó thôi.
Thành ra ba câu hỏi này là có một câu trả lời thôi. Thì nếu nói ra câu hỏi vấn đề thì có trăm ngàn vấn đề. Tôi sẽ lấy qua những cái thí dụ còn vấn đề khác nữa, nhiều phương diện của một cái thực tại thôi. Nếu thấy được Bát Nhã là thấy được tất cả. Còn nếu để tư tưởng thì có nhiều cái ngóc ngách, nhiều cái hóc búa, nhiều cái xảo trá của tư tưởng, vô lượng cái xảo trá. Mà chỉ cần một cái bất tử lặng lẽ là chúng ta thấy rõ hết. Thì thôi, vậy thì 5 giờ mấy rồi? 5 giờ 13 phút rồi. Tức là gần 3 tiếng, 2 tiếng mấy rồi. Thì nhờ trả bài tôi cũng nghĩ được, chứ tôi giả hết nổi rồi. Nghe không? Thì quý vị thương tôi, kính tôi, quý vị về sắp xếp thời giờ, về đêm cũng được, ít nhất cũng trên 1 tiếng. Ai mà có bệnh hoạn thì ngồi bán già cũng được. Và bây giờ phương tiện đầy đủ, có đĩa nó nghe lại. Mà nghe một lần mong thua 10 lần, 10 lần không được thì 70 lần, 100 lần. Rồi lần lần cái ai lại giao mới có chủng tử. Chứ quý vị ngồi thiền mà cái mở máy mà không được, nó trong đó nó ọc ra. Chúng tôi giảng pháp bây giờ mấy cái này tôi đâu có coi nữa, mà nó đầy trong ai lại giao tôi à. Tôi ăn nằm với nó. Tôi bây giờ đâu còn cái gì nữa, còn có pháp lý à. Mà cái đó là Phật dạy à. Người tu chỉ còn pháp. Pháp là thầy của chư Phật, thầy của vô lượng chúng sinh. Pháp là bất tử. Thì tôi sống với pháp thì tôi sẽ được pháp, đắc pháp. Còn quý vị sống với đời, quý vị sẽ đắc đời. Thì tùy quý vị tôi. Tôi là tôi thấy là tôi không muốn giảng nữa. Tôi biết là qua Bát Nhã rất khó, nhưng mà ở đây thì tôi thấy đủ điều kiện. Chứ đi các nơi là tôi chán rồi. Như ở Vĩnh Long là tăng ni không, mà trong đời này ai mà rủi rảnh bằng tăng ni. Mà tăng ni khất sĩ, nhưng mà trên đó không bằng 1/10 ở dưới này. Mấy lần là tôi kêu Phật tử ở Vĩnh Long, ở Trà Vinh lên trả bài, nhưng mà có quý vị Phật tử bạch tôi vậy là mất mặt như cô như Tăng. Bây giờ tôi tính không lên mà Hòa Thượng dạy lên thì thôi cũng ráng thôi. Chị ở đây tính không giảng nữa mà ông dân tòa ông đại diện số ông thỉnh tôi giảng nữa. Tôi nói khó giảng à. Giảng thì tôi phải bắt trả bài. Mà trả bài quý vị ngán. Mà ở đây là quý vị là xuất gia không, mà ông đệ tử ruột của tôi. Tôi âm trả bài ông năn nỉ tôi. Sư đừng kêu con trả nghe sư. Con thấy là Phật tử trả còn hay hơn con. Chứ mà kêu con là mất mặt con, tội nghiệp. Như vậy rồi làm sao? Muốn bất tử, muốn niết bàn, mà gặp niết bàn thì lại sợ. Con người nói như vậy. Mà tôi thì muốn quý vị ba Bát Nhã. Mà muốn Bát Nhã thì phải chấm dứt tư tưởng. Mà tư tưởng là không thể chấm dứt được. Phải đừng dính mắt nó. Mà đừng nhanh mắt thì phải hiểu cho thật rành. Mà hiểu thật rành thì phải đi từ mẫu giáo, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cái diễn biến nó như thế nào. Ở đây quý vị chả ai biết hết. Cái sống ù cạc cạc mờ mờ. Mờ mờ là vô minh. Chừng nào thấy rõ rồi thì quý vị ở trong địa ngục ngạ quỷ, quý vị không dính mắt. Thì đây mới thật sự là nhập lưu, là giải thoát đầu tiên và giải thoát cuối cùng. Thôi tới đây xin tạm ngưng nha. 5 giờ gần rưỡi rồi. Để quý vị về tối rồi có một số là muốn về ha. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.